Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Chế Tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu. Tập 106. Chương 1051, Đói Khát, 4. Vương Sư Đồng nhìn Lý Chính rồi mới chuyển tầm mắt qua gian tế Hoa Hạ Quân, qua một lúc thì cười khẽ, nhà ngươi ở trong ngạ quỷ bao lâu rồi? Không sợ bị người ăn sống à? Gian tế Hoa Hạ Quân bị người kéo lê còn đang thở hổn hển, không nói chuyện. Đồ Ký Phương đấm vào ngực hắn, nói chuyện đi thằng chó. Gian tế Hoa Hạ Quân ho khan hai tiếng, ngước đầu nhìn hướng Vương Sư Đồng, hắn gần như bị bắt tại trận, đối phương đã theo dõi hắn, phát hiện ra hắn từ lâu nên khó mà chối được. Gian tế Hoa Hạ Quân bật cười nói, ăn thịt người. Ha ha, cỡ như ngươi mà đòi ăn thịt người. Hắn cúi đầu xuống, phun ra ngụm máu bầm, nói, có biết. Có biết người tên là Vương Sơn Nguyệt không? Ừm, hắn là tôn tử của Vũ Triều Vương Kỳ Tùng. Trước khi hòa ước Hắc Thủy, người Liêu đến, Nam Đinh toàn vương gia ra chiến trường, chết hết, còn một mình Vương Sơn Nguyệt, trong nhà đều là phụ nữ. Hắn từ nhỏ đã yếu ớt, người trong nhà bị khi dễ, nhưng mà chỉ có mình hắn là nam nhân, vì bảo hộ người trong nhà, ngươi biết hắn làm cái gì không? Gian tế ngước lên khuôn mặt đầy vết máu, hắn ăn thịt người, ăn tươi nuốt sống, kẻ địch sợ hắn, vậy là hắn có thể bảo hộ người trong nhà. Ha ha, ăn thịt người, tại sao ngươi ăn thịt người? Ngươi muốn bảo vệ ai? Chuyện này vinh diệu lắm sao? Con người ăn ngon không? Quỷ vương cái thá gì? Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Có biết là Vương Sơn Nguyệt ăn thịt người dẫn theo binh thủ đại danh phủ, thủ từ năm ngoái đến hiện tại, Hoàn Nhan Tông phụ, Hoàn Nhan Tông bật mang theo 30 vạn người không đánh sụp hắn được. Tên tạp chủng ở bên cạnh là người xứ nào? Phương Bắc. Quỷ vương, ngươi bán mông cho bọn họ à? Ha 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 ha. Đồ tạp chủng Hắc Kỳ, hôm nay lão tử làm thịt ngươi. Nghe gian tế nói chuyện ngày càng kỳ cục, Đồ Ký Phương đột nhiên rút đao dí vào cổ của đối phương. Gian tế mồm đầy máu, nở nụ cười đụng hướng mũi đao, Đồ Ký Phương vội rút lưỡi đao về. Vương Sư Đồng hét to, dừng tay. Thân tín của Đồ Ký Phương đứng hai bên kèm gian tế cũng gồng sức kéo người ra sau. Gian tế quẫy người, chỉ nghe keng một tiếng, hắn rút con dao găm trên người một tên thân tín. Trong khoảnh khắc này, bóng dáng gầy yếu kia cựa quậy vài cái cởi ra dây thừng trên tay. Một tên thân tín phe đồ bị hắn thuận tay một dao cứa cổ, hắn cầm dao ngắn xông về phía Lý Chính tựa như mãnh hổ vồ tới. Chết! A! À, gian tế này lao về phía Lý Chính, Đồ Ký Phương vung nhát đao. Đồ Ký Phương là một trong các thủ lĩnh của ngạ quỷ, mỗi ngày đều có thức ăn, sức lực vốn đã lớn, gian tế thì dốc hết sức cho một kích. Ánh đao vụt qua không trung, gian tế té lăn đi góc phòng, ngực bị chém mạnh một nhát đao chảy máu giàn giụa. Nhưng gian tế lại đứng lên, dường như còn muốn đánh nữa. Đồ Ký Phương ở bên kia giống to, ta muốn ăn ngươi. Mắt của Vương Sư Đồng đỏ máu bước tới gần gian tế, khoảng cách rút ngắn, Vương Sư Đồng nhìn thấy đáy mắt gian tế Hoa Hạ Quân mặt dính đầy máu lóe qua tia nhìn phức tạp. Trong nửa năm nay Vương Sư Đồng đã thấy ánh mắt như vậy vô số lần, đó là ánh mắt hoảng sợ mà quyến luyến. Tạp chủng. Gian tế phun ra từ này, vung dao găm cắt đứt cổ của mình, đây là động tác vung đao dứt khoát nhất mà Vương Sư Đồng từng gặp. Thân thể còn đứng thẳng, máu bỗng phun ra tưới ướt mặt Vương Sư Đồng, người trong phòng đều ngơ ngẩn. Xác chết ngã xuống, Vương Sư Đồng dùng tay vuốt mặt, đầy tay đều là sắc đỏ tươi. Đồ Ký Phương đi tới, quỷ vương, ngươi nói đúng, người của Hoa Hạ Quân đều không phải là thứ tốt, lúc mùa đông bọn họ đến nơi này quấy rối, xúi dục nhiều người rời đi. Nhưng chúng ta khó mà tấn công thành Tử Châu, có lẽ có thể. Tiếng xe gió vang lên, Vương Sư Đồng chộp lấy lang nha bổng, đột nhiên xoay người vung gậy, trong phòng bộc phát tiếng nổ trầm đục kim loại sắt va chạm. Đồ Ký Phương mặc lớp áo giáp mỏng bị một gậy đánh văng, đụng gãy bàn học đặt ở bên kia phòng, bàn gỗ và vật trang trí trên bàn bay ra. Đồ Ký Phương lăn lộn dưới đất, tiếp đó dãy giụa dường như muốn bò dậy, miệng ọc từng bụng máu. Vương Sư Đồng vung gậy lại đập xuống. Ngươi là bùm, đồ, bùm, nuôi ong, bùm, tay áo, bùm. Thân thể của Đồ Ký Phương bị đập biến hình dưới đất lan tràn máu. Vương Sư Đồng thở hồng hộc, giơ tay lau miệng mũi,
ánh mắt đỏ máu nhìn hướng Lý Chính ở góc phòng. Người đâu? Kéo hắn ra ngoài. Ăn cho ta. Người từ bên ngoài đi vào phòng, đến gần Lý Chính. Vẻ mặt Lý Chính hoảng sợ kêu lên. Ngươi! Quỷ Vương, ngươi làm như vậy. Làm vậy thì sẽ không có kết cục tốt. Ngươi nghĩ kỹ hãng làm, Tông Phụ Đại Soái sẽ không chịu để yên, các ngươi. Ha ha, Tông Phụ nhãi danh. Cứ việc đến. Thiên hạ này bị đám chó kim các ngươi hại thành như vậy. Ta không sợ hắn. Ta đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Hắn sợ ta mới đúng. Ta ăn hắn, ta ăn hắn. Ha ha ha. Lý Chính bị lôi xuống kèm theo tiếng kêu la inh ỏi. Vương Sư Đồng vẫn cười lớn. Hắn nhìn Gian Tế Hoa Hạ Quân đã chết nằm dưới đất. Nhìn một lần rồi lại cười phá lên. Thẫn thờ một lúc mới gọi người đến. Còn tên này. Không có vài miếng thịt. Treo hắn trước Tử Châu Thành đi. Ha ha, treo ra ngoài. Người của Hắc Kỳ Quân đều như nhau. Ha 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 ha. Trên người của hắn tràn đầy vết máu. Cười điên dại một lúc rồi đi tắm. Vương Sư Đồng trở về căn phòng của Cao Thiển Nguyệt không lâu sau có người đến báo cáo. Nói là Lý Chính sau khi bị áp xuống thì bùng nổ bị thương người khác rồi chạy trốn. Vương Sư Đồng khẽ ừ, quay sang ôm thân thể của nữ nhân. Hôm sau, đám người đứng trên tường Tử Châu nhìn thấy xác chết bị đưa ra treo lên, nên đánh nhau. La Nghiệp nhìn dưới thành, trong ánh mắt có sát khí vụt qua. Chương 1052, Thanh, Thanh, Mạn, 1. Trong tâm trạng khủng hoảng, hắn không ngừng chạy nhanh, từ nơi xa xôi truyền đến hoảng sợ, nhưng không hiểu sao trong lúc chạy hắn cứ muốn khép mắt lại, tránh đi mọi thứ đang phát sinh. Giết tới, đi đi đi. Trong hoàn cảnh ầm ĩ mà hỗn loạn, tiếng người càng nhiều, bóng người nhiều hơn, hắn vùi đầu tiến lên, dần chạy đến bờ sông lớn. Sóng chiều cuồn cuộn vắt ngang ở phía trước, rượt đuổi thì đã gần sát phía sau, hắn đứng tại chỗ, có người đẩy hắn tới trước. Thuyền đánh cá nho nhỏ rời bờ, hắn đứng trên mũi thuyền, nghe từ sau lưng truyền đến tiếng người, sóng lớn dâng lên dưới thân. Đừng nhìn về phía sau, hắn tự nhủ lòng như vậy, nhưng người trong hình ảnh thì ngoái đầu lại. Nơi ấy tràn ngập sương mù, người nữ chân dí sát, đoàn người chạy nhanh ven bờ, khóc la, bị rượt đuổi đẩy vào nước sông, sau đó chìm xuống dòng nước, máu hòa vào nước sông. Chu Quân Vũ quỳ trên sàn thuyền, xấu hổ to lớn tràn ngập mọi thứ. Hắn bật dậy từ trong mộng. Trong lều trại tối đen còn thoảng mùi đàn, không gian ấm áp nhưng có chút ẩm ướt lạnh lẽo. Khi hắn ngồi dậy thì trên trán ướt mồ hôi lạnh. Ý thức trong một chốc còn dừng lại ở trong mơ, qua một lúc hắn mới xuống giường, dùng hộp đánh lửa đốt ngọn nến. Đèn đuốc chiếu ra khuôn mặt đường nét rõ ràng, gương mặt này gầy guộc mà kiên nghị, cằm để chòm râu tăng thêm tuổi tác, khiến hắn trông càng đứng đắn. Sau khi đốt đèn, ngoài lều truyền vào tiếng hỏi của người hầu, hắn sai người bưng nước nóng vào. Trời còn tờ mờ sáng, ngoài lều là quân doanh liên miên. Rửa mặt xong, hắn soi gương sửa sang lại quần áo, khiến chính mình thoạt trông càng tươi tỉnh chút. Đi ra lều, có quân nhân vái chào, hắn cũng chào đáp lại, đây là chuyện chưa từng có nếu là ở Vũ triều cũ. Vũ Kiến Sóc năm thứ 10, Thái tử Chu Quân Vũ 27 tuổi, đối với những người quay quanh hắn thì thái tử đã trưởng thành người lớn ổn trọng mà tin cậy. Đối với quan viên các nơi của Vũ triều thì hắn làm việc quả quyết mà đầy uy nghiêm, đối với nhân viên kỹ thuật dưới tay và dân chúng thì hắn hiền hòa từ ái. Hắn ở trong quân doanh, mỗi ngày dậy sớm còn hơn binh sĩ bình thường, hắn thậm chí chào đáp lại mỗi vị binh sĩ vái chào mình, đây là chuyện hiếm lạ học từ Hắc Kỳ Quân. Nếu có văn nhân khuyên can hoặc mắng thẳng mặt, hắn sẽ khiêm tốn hiền hòa xin lỗi, sau đó làm theo ý mình. Dù thế nào phần lớn quân dân đều xem hắn như vị chúa trung hưng tương lai. Tự hạn chế nghiêm ngặt đến khắc nghiệt khiến hắn gầy guộc, càng toát ra vẻ cương nghị. Đặc biệt là mùa xuân Kiến Sóc năm thứ 10 này, trong đôi mắt của chàng trai trẻ đã từng sống an nhàn sung sướng thoáng hiện khí thế binh qua quyết nhiên. Tháng 2, xuân lạnh hơi giảm, hơi thở của chiến tranh đã truyền tới. Lúc này băng tuyết còn chưa tan hết, biến cố của đất Tấn đã gõ hồi chuông cảnh báo thứ nhất sau năm mới, chiến trường là nơi tàn khốc ngươi chết ta sống. Sẽ không có ai chờ khi xuân về hoa nở mới bắt đầu ra tay. Xuyên qua các lều trại trong quân doanh, đi chưa được bao xa Quân Vũ nhìn thấy Nhạc Phi đi tới, sau khi vái chào, đưa tình báo chờ đã lâu. Lâm Châu, Thuật Liệt Tốc đụng trận Hắc Kỳ Quân, đánh nhau rồi. Quân Vũ nhận lấy tình báo, lẩm bẩm một câu, gừng càng già càng cay, thủ đoạn của Tông Hàn và Hy Doãn quá ác.
Khi thanh thế kháng kim của đất Tấn lên cao nhất thì giết Tấn Vương Điền Thực, đập tan nát lực lượng phản kháng cũng là hy vọng duy nhất của Trung Nguyên. Làm kẻ địch, nhìn Hy Doãn ra tay, dù là ai đều sẽ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Ngoài ra, Tử Châu có biến động. Quân Vũ nghe Nhạc Phi nói thì ngẩng đầu lên, nhìn hướng phía bắc, tối đen sâu thẳm, dường như có một góc núi băng tan, tiếng mặt đất kinh chập. Uy Thắng, Thiên Cực Cung, Viên Tiểu Thu chờ đợi một trận đồ sát trong ngày 4 tháng 2, nhưng mãi không xuất hiện. Sau cuộc đàm phán lạnh lùng kia, hai bên dự hội ai về nhà nấy. Viên Tiểu Thu vốn đinh ninh nữ tướng Lâu Thư Uyển sẽ cho mọi người biết mùi đau thương, nhưng nàng chỉ giữ vẻ lạnh băng, không có nhiều động tác. Qua hôm nay, đấu tranh quyền lực giống như sóng ngầm mãnh liệt lấy Uy Thắng làm trung tâm đã mở rộng ra ngoài. Đêm ngày 4 tháng 2, Lâu Thư Uyển, An Tích Phúc, Lâm Tông Ngô và các đại biểu thế lực kháng kim ở trong Thiên Cực Cung phân phối khu vực mình phụ trách và ích lợi. Đến hôm nay ngày 5 tháng 2, Lâu Thư Uyển lục tục hẹn trùm địa phương ở các nơi, bao gồm Lâm Tông Ngô, cố gắng công khai tất cả tư liệu về vật tư, võ bị, binh lực, tướng lĩnh khắp các thành trên đất Tấn. Sáng hôm nay khi gặp gỡ riêng Lâm Tông Ngô, Lâu Thư Uyển càng là vô tư thẳng thắn thương lượng vấn đề quyền sở hữu và phân chia thế lực của phân đà Đại Quang Minh giáo ở khắp nơi. Lấy hình thức cố gắng không cản trở tách lực lượng của Quang Minh giáo chủ và Hàng Thế Huyền Nữ, bên Lâu Thư Uyển nhượng bộ rất nhiều trong chuyện này. Lúc này, tranh đấu chém giết quy mô nhỏ đã bắt đầu xuất hiện trong thành Uy Thắng, nhưng bởi vì các phương khắc chế, lúc này còn chưa xuất hiện quy mô lớn sống mái với nhau. Tùy theo Tấn Vương chết đi, quân đội nữ chân uy bức, lực lượng của mỗi thế gia phản chiến đã thành sự thực. Nhưng bởi vì trạng huống đặc biệt trên địa bàn Tấn Vương, nên chính biến còn chưa tới mức đau thương chảy máu. Căn cứ vào nói rõ và bất đắc dĩ trong hội đàm phán hình thành ăn ý, các nhà các hộ đang cố lôi kéo thế lực đứng theo đôi. Trong lúc này, quân đội, quân bị các nơi và kho trữ vật tư trở thành mục tiêu lôi kéo và chiếm lĩnh của mỗi lực lượng hàng đầu. Trong lúc Lâu Thư Uyển tiến hành đàm phán với mọi người thì Vu Ngọc Lân đã bắt đầu cố gắng hết sức ổn cố mấy nơi trọng yếu ở vùng Tây Nam đất Tấn. Với mấy lực lượng vẫn giữ lập trường kháng kim thì Lâu Thư Uyển lựa chọn giao ra gia sản, thậm chí khiến chọn phương thức trợ giúp những người luôn đứng về phía mình, trợ giúp bọn họ chiếm lĩnh thành trì, quan ải, chia bớt kho chứa trong địa điểm trọng yếu. Dù hình thành các thế lực cát cứ lớn nhỏ, dao động không ổn định, nhưng vẫn tốt hơn để những nơi không thể kiểm soát trở thành vật trong túi của người nữ chân ngay. Chính trị, khi mất người kiểm soát tuyệt đối thì tự nhiên biến thành trò chơi giành số người. Trong hội đàm phán, lão nhân tên là Lưu Nghĩa Nhân nói hoặc bỏ 5 thành, hoặc bỏ 10 thành, tuy nghe khá vớ vẩn, nhưng trên thực tế thì hình thức như vậy đã từ từ xuất hiện. Các phương đối chọi với nhau đều hiểu rằng trong cục diện trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Nếu như các phương trước tiên khống chế địa bàn mà mình có thể điều khiển, mấy ngày sau muốn đánh hai hàng đều còn có chút tia hy vọng sống. Nhưng nếu bây giờ trực tiếp trở mặt, đất Tấn sẽ bị đánh thành một mảnh biển lửa ngay, người nữ chân sẽ vượt qua phế tích thẳng tiến xuống Nam. Đến lúc đó, bất cứ người nào đều sẽ không có đường sống. Trong cuộc đối kháng kịch liệt mà áp lực này, mọi người đang chờ một trận chém giết từ phía Bắc. Lâm Châu, ngày 8 tháng 2, Thuật Liệt Tốc đã triển khai công thành. Các bạn đang nghe chuyện chế tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1053, Thanh, Mạn, 2. Bùm, tiếng nổ vang trên tường thành, đá rơi đầy đất, máu loãng bắn tung tóe. Buổi sáng ngày 8 tháng 2, ngày thứ hai Thuật Liệt Tốc công thành, tình hình chiến đấu của Lâm Châu đã gần đến hồi gay cấn. Giữa trưa ngày 6 tháng 2, đại quân nữ chân đến Lâm Châu, ngày 7 tháng 2 đã vây ba mặt thành, cùng ngày hôm đó triển khai tiến công. Với một trận chiến công thành thì triển khai như vậy khá gấp gáp, nhưng Thuật Liệt Tốc vẫn lựa chọn tấn công trực tiếp. Ba phương hướng đông, tây, bắc của thành Lâm Châu, toàn bộ chiến tuyến gần như tiến công cùng một lúc, vật dụng công thành chỉ có cung tên, hàng. Nhưng trong trận đánh nghi binh quy mô lớn, Thuật Liệt Tốc lựa chọn hai nơi làm lỗ hổng đột phá, ỷ vào dũng mãnh của tinh nhuệ nữ chân. Đội xung phong cực kỳ hùng mạnh xảo diệu núp trong đợt tiến công của Hán quân, lựa chọn khu vực tường thành không có Hắc Kỳ quân thủ hộ để đột kích. Chiều ngày 7, tường thành Lâm Châu gặp uy hiếp lớn vì bọn họ. Đợt tiến công giống như cảnh tỉnh xem như đợt thăm dò đầu tiên của Thuật Liệt Tốc đối với Hoa Hạ quân ở trước mắt, cuối cùng không thể phá thành. Đến buổi sáng hôm nay là ngày 8, hơn 30 chiếc xe ném đá bị nữ chân suốt đêm lắp ráp xong,
đẩy ra trận địa, cùng hơn 80 chiếc thang tiến hành cường công tường thành phía tây Lâm Châu. Cộng thêm tướng thủ Lâm Châu là Hứa Thuần Nhất có 2.000-3.000 người dưới tay, lúc này quân đội thủ thành Lâm Châu có tổng cộng hơn 30.000. Tuy rằng người nữ chân bày trận hình vây 3-1, nhưng toàn bộ thành trì không có chỗ nào thả lỏng. Trong đợt cường công đột ngột của người nữ chân, áp lực phía tây thành trì nháy mắt tới cực hạn. Binh sĩ Hoa Hạ quân đóng giữ bên này di chuyển tới khu vực nguy cấp, đại pháo trên tường thành nổ vang, tên rơi như mưa. Trong tầm nhìn thì binh sĩ nữ chân đông như đàn ong, bọn họ đẩy bao cát, túi đất, khiêng thang, trong khoảnh khắc đã lấp đầy sông bảo vệ thành, gác thang lên tường thành cao 2 trượng. Tường thành của Lâm Châu không quá cao, hơn 80 chiếc thang trong nháy mắt tràn ngập các góc trong thành trì. Binh sĩ nữ chân dũng mãnh không sợ chết xông lên, nhưng trên tường thành vẫn có phòng ngự như tường sắt của binh sĩ Hoa Hạ quân. Dù binh sĩ nữ chân dũng mãnh đến đâu thì trong một chốc khó mà đơn độc đột phá sự phối hợp ăn ý của binh sĩ Hoa Hạ quân. Điều này khiến khúc tường thành phía tây trong nháy mắt biến thành cỗ máy xay thịt. Công thành và chém giết hung mãnh tiến hành đại khái nửa canh giờ thì lên đến đỉnh cao, cũng là lúc lực lượng phòng ngự trên tường thành nghiêng hướng bão hòa. Ở chiến trường phía bắc, một đội nữ chân nghìn người đánh bất ngờ, lựa chọn chỗ mỏng nhất bởi vì tấn công phòng ngự phía tây mà rút bớt người qua. Cùng lúc đó, tường thành cách 2 dặm về phía bắc, Hán quân phát động cường công. Chiến thuật công thành như vậy không mới lạ gì, tuy quân thủ thạch chiếm cái lợi sân nhà, nhưng bên phòng ngự thì giống như sợi dây gân kéo căng. Quân công thành chỉ cần chọn tạo áp lực liên tục lên vài chỗ thì lực lượng xung quanh đều sẽ bị hấp dẫn qua, thế là thành điểm mỏng manh dễ bị phe công thành tấn công mạnh leo lên thành. Đương nhiên, chiến thuật như vậy chỉ thích hợp đại quân có sức chiến đấu cực cao, giống như đại tướng dòng chính thuật liệt tốc trong quân đội nữ chân, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bọn họ đối diện đội ngũ vũ triều bình thường thì luôn có thể leo lên thành nhanh chóng, dù tạm thời không phá được nhưng đối phương muốn cướp lại tường thành sẽ phải trả giá đắt gấp mấy lần. Trên tường thành, ngũ trưởng trong quân đội Hứa Thuần Nhất là Ngưu Bảo Đình thấy người nữ chân lan tràn tới, cảm giác tay chân lạnh lẽo, hắn ăn cơm binh nghiệp đã nhiều năm, là lính dày dạn trong quân đội. Quân đội Tấn Vương tốt xấu lẫn lộn, Ngưu Bảo Đình chỉ là ngũ trưởng thăng cấp nhờ kinh nghiệm. Có mắt nhìn có thể biết hung hiểm, thấy tường thành bên mình thành chỗ bị đối phương cường công liền biết giữ nhiều lành ít. Mà bên này, đám binh sĩ Hoa Hạ quân đã ít hơn nhiều. Ngưu Bảo Đình dẫn theo vài thuộc hạ bắn mấy mũi tên xuống tường thành, trong khoảnh khắc đã có mấy chiếc thang gác lên. Binh sĩ nữ chân giơ khiên cầm đao hung hãn leo lên. Chiến trường là đá thử vàng tốt nhất, chỉ nhìn bộ dạng ung dung leo thang của bọn họ liền biết đây là một đám tinh nhuệ giết vô số người trên chiến trận, lính già cũng không thể có loại khí thế này. Tường thành gần bên đã vang tiếng pháo nổ, hòn đá bị ném xuống, nhưng chốc lát sau vẫn có binh sĩ nữ chân lên thành. Ngưu Bảo Đình và huynh đệ bên cạnh mình giết một người, một binh sĩ khác leo lên chống cự giây lát, lại đợi đến một tên binh sĩ nữ chân leo lên thành. Hai tên người nữ chân hung hãn buộc 5 người Ngưu Bảo Đình không ngừng lui về phía sau, một huynh đệ bị chém giết trong vũng máu, Ngưu Bảo Đình suýt bị chặt đầu. Ngưu Bảo Đình sợ hãi liên tục thụt lùi, bên người nữ chân khí thế tăng vọt giết tới. Chết chắc, chết chắc, chết chắc. Lão lính dày dạn trong lòng hoảng hốt nghĩ, một là vì sự hung hãn của người nữ chân ở trước mặt, ngoài ra chờ khi người nữ chân phá thành, tất cả người trong thành cũng sẽ chết hết. Trong hỗn loạn, một binh sĩ dưới tay Ngưu Bảo Đình bị chém trúng bả vai, sợ teo tim chạy đi khúc tường thành khác. Đám người Ngưu Bảo Đình cũng hoảng sợ tránh né, chỉ giây lát đã có người nữ chân từ phương hướng khác nhau liên tiếp leo lên thành, trong tầm nhìn toàn là chém giết. Binh sĩ dưới trướng Hứa Thuần Nhất như Ngưu Bảo Đình bắt đầu trở nên hoảng loạn tan tác. Nhưng cũng có hơn 10 binh sĩ Hoa Hạ quân hợp thành 2 trận thế triển khai chém giết với binh sĩ nữ chân leo lên thành, thật lâu không lùi. Qua một lúc thì lại có binh sĩ Hoa Hạ quân từ 2 bên giết tới. Đám người Ngưu Bảo Đình không kịp chạy ra hỗn loạn, 2 tên người nữ chân lao qua. Ngưu Bảo Đình và 2 thuộc hạ cố gắng ngăn cản, phía sau có 4 binh sĩ Hoa Hạ quân hoặc cầm khiên hoặc cầm đao thương xông đến gần, đâm chết 2 binh sĩ nữ chân dưới thương dài. Người cầm thương kia hiển nhiên là quan quân trong Hoa Hạ quân, hắn vỗ vai Ngưu Bảo Đình, giỏi lắm, theo ta giết đám chó kim đi. Đám người Ngưu Bảo Đình bản năng đi theo, chỗ đầu tường mới bị người nữ chân xé mở giây lát đã bị người Hoa Hạ quân cướp lại. Quan quân Hoa Hạ quân xông ở trước nhất chỉ huy mọi người kéo xác chết người nữ chân nằm ở đầu tường ném xuống thang, tình thế nguy hiểm tạm giảm bớt. Ngưu Bảo Đình nhìn một binh sĩ Hoa Hạ quân ngồi trong đống thi thể, vừa băng bó vết thương trên người vừa cười nói, ha ha,
sảng khoái, thuật liệt tốc, tổ cha nhà ngươi. Mấy hôm trước Hoa Hạ quân tổ chức đại hội, tuy Ngưu Bảo Đình cũng có xúc động, nhưng đối diện tinh nhuệ nữ chân thật sự thì hắn chỉ cảm thấy hoảng sợ. Nhưng mà đến lúc này, hắn mới bỗng nhiên ý thức được quân đội trước mặt mình, Hắc Kỳ này là quân đội người Hán duy nhất trong thiên hạ có thể đánh chính diện với người nữ chân mà không thua kém chút nào. Trận chiến đang diễn ra là giao phong giữa hai quân đội đỉnh nhất thiên hạ. Chết chắc, lão lính dày dạn trong lòng không có bao nhiêu mạnh mẽ khẳng khái. Sau khi ý thức được điểm này thì hắn cũng hiểu rõ trận chiến hiện giờ tất nhiên sẽ kịch liệt đến mức không có lần thứ hai, đám người bọn họ bị mắc kẹt giữa hai. Quân đội, dù không chết bây giờ thì sắp tới cũng chết chắc. Chương 1054, Thanh, Mạn, 3. Trên chiến trường kịch liệt, giữa sống và chết sẽ có đủ loại suy nghĩ mãnh liệt ngưng tụ. Trong trận địa phía tây bắc thành Lâm Châu, thuật liệt tốc giơ kính viễn vọng nhìn xuống dưới, thở dài vì một đội nghìn người tay trắng trở về. Nhưng mặt khác, thuật liệt tốc đã sớm dự đoán được chuyện này. Đây không phải lần đầu tiên thuật liệt tốc và Hắc Kỳ quân giao thủ. Trong trận chiến lớn Tiểu Thương Hà vào mấy năm trước, do thuật liệt tốc dẫn dắt đại quân, sau gần nửa năm vây khốn Tiểu Thương Hà thì cuối cùng cũng công phá tường thành, khiến quân đội phòng ngự trong Tiểu Thương Hà buộc phải vỡ đê phá vòng vây. Thuật liệt tốc đã sớm nắm rõ tinh nhuệ Hoa Hạ quân ung dung và cứng cỏi trong khi phòng thủ. Cuộc tấn công mãnh liệt từ hôm qua đến hôm nay chẳng qua là khiến hắn xác định một việc. Đội quân trước mắt không phải đội quân yểm trợ mà Hắc Kỳ quân đặt ở Sơn Đông, e rằng có nhiều người trong đội đều là đối thủ cũ ngày xưa. Ánh mắt của thuật liệt tốc bình tĩnh, máu trong người đang đốt cháy. Là danh tướng nữ chân đi theo A Cốt đả giấy binh, thuật liệt tốc năm nay 49 tuổi, có thể phát hiện những năm gần đây thế hệ trẻ nữ chân hủ hóa. Binh sĩ trẻ tuổi không dũng cảm như năm xưa, quan viên và tướng lĩnh trở nên yếu đuối vô năng. Năm đó A Cốt đả giấy binh với khí thế muôn người không thể địch lại, Ngô Khất Mãi giấy binh phạt vũ hào khí như hổ nuốt vạn dặm đã dần tán đi. Một loạt thất bại khi tấn công Tiểu Thương Hà và Tây Bắc mấy năm trước là một lần cảnh tỉnh cho nhiều tướng lĩnh nữ chân. Ở một khía cạnh nào đó thì nó đập tan tư duy yên vui của đám tướng lĩnh nữ chân, giữ lại nhuệ khí cho các tướng lĩnh và quân đội nữ chân. Cũng nhờ vậy nên khi lần thứ hai đối diện đội ngũ của Hắc Kỳ này thì thuật liệt tốc không cảm thấy nản lòng trong một phút thất bại, mà chỉ càng khiến chiến ý của hắn mãnh liệt hơn. Nếu là vào lúc khác, đối diện quân đội của Hắc Kỳ thì thuật liệt tốc sẽ chuẩn bị nhiều hơn nữa rồi mới triển khai tiến công, nhưng tình huống trước mắt lại khác. Băng tuyết tan, Cốc Thần đã bắt đầu nhằm vào đất Tấn, giết Điền Thực, chia rẽ đất Tấn, đánh bại Hắc Kỳ. Hàng loạt kế hoạch vừa đánh vừa đuổi này nếu thành công thì cái gọi là chướng ngại vật đại quân trăm vạn của đất Tấn sẽ tan tác hết. 3 vạn tinh nhuệ nữ chân đánh 1 vạn Hắc Kỳ quân, dù trả một ít giá đắt thì thuật liệt tốc phải nhanh chóng đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến kịch liệt nhất và mấu chốt nhất này. Ở mặt khác, tính toán của Cốc Thần đại nhân giống như thiên la địa võng, chuẩn bị hậu chiêu không chỉ có giết mỗi mình Điền Thực. Nếu dưới tình huống như thế mà thuật liệt tốc vẫn không thể lấy được thành Lâm Châu, ngày sau đối chọi Hắc Kỳ thì chẳng cần hắn đánh nữa. Nghĩ đến đây, thuật liệt tốc nheo mắt, chốc lát sau gọi. Một tên tướng lĩnh dưới trướng đến, hạ mệnh lệnh tùy thời tiến công với hắn. Ngày 8 tháng 2, dưới thành Lâm Châu thế công như chiều, thuật liệt tốc chỉ huy luân phiên công thành có vài lần gần như hoàn toàn chiếm lĩnh đầu tường, nhưng sau đó bị Hoa Hạ quân mãnh liệt xua đuổi xuống. Trên dưới thành trì máu chảy thành sông, hai bên tổn thương rất nhiều, nhưng mức độ công kích vẫn đang tăng mạnh. Dường như vì muốn một kích đánh ngã Hoa Hạ quân, cũng là đập tan lòng người của toàn bộ đất Tấn, thuật liệt tốc bất chấp thương vong của binh lính. Nhiều ngày chiến đấu, rất nhiều binh sĩ Hoa Hạ quân vĩnh viễn ngã xuống trong vũng máu, số người còn sống đã giết đỏ mắt. Trạng vạng, khi hoàng hôn từ trên trời chiếu sắc vàng ấm xuống đất, Hô Duyên Trước đứng ở một góc đầu tường nhìn quân đội công thành ở phía dưới tạm rút đi. Trên mặt đất phương xa trong tầm nhìn còn dấu vết tuyết đọng, khoảng cách gần thì nồng nặc mùi khói thuốc súng và máu tanh. Góc thành trì này vừa bị tên lửa bắn lên đốt mấy viên đạn pháo, thủ quân Lâm Châu vốn lệ thuộc dưới trướng Hứa Thuần Nhất hỗn loạn, Hô Duyên Trước dẫn đội đến áp trận, giết lui một nhóm người nữ chân. Lúc này nhìn lại, đầu tường đầy dấu cháy đen, xác chết, binh khí rơi vương vãi, một số binh sĩ đã bắt đầu thanh lý. Người Hoa Hạ quân đầu tiên là người bị thương nặng, người bị thương nhẹ mệt mỏi thì tránh ở chỗ an toàn phía sau tường chắn mái. Điều hòa hô hấp, tranh thủ nghỉ ngơi, trong mắt còn có màu máu và biểu cảm phấn khởi. Tiểu Thương Hà năm đó náo nhiệt hơn nơi này nhiều. Bên tai nghe giọng của lính già gần đó,
trong tiếng thở dốc mang theo chút khoe khoang, trên thực tế là muốn bơm hơi cho những người xung quanh. Đưa mắt nhìn hai đầu tường thành, cơ sĩ màu đen tung bay, có thể trông thấy bóng dáng từng đội Hoa Hạ quân. Hô Duyên trước quen mặt nhiều người trong số đám người kia, binh sĩ từng tham dự đại chiến Tiểu Thương Hà và sống sót thường có đặc chất khiến người không cách nào bỏ qua. Thường ngày bọn họ hoặc là khẩn trương hoặc là nghiêm túc hoặc là lạnh lùng đủ kiểu, nhưng trên chiến trường thì những người này giống như một tảng đá. Trong chém giết không khiến người chú ý, nhưng thường làm ra ứng đối thích hợp nhất vào đúng lúc nhất. Trong những người đó, kẻ có thể cầm đầu đa số thành quan quân trong Hoa Hạ quân, người hơi cô độc cũng có thể lôi kéo vài người hình thành một vòng tròn nhỏ trên chiến trường. Lúc này bọn họ rải rác ở các nơi trên tường thành, sau cuộc chém giết kịch liệt, đại khái có nhiều người nhớ lại trận ác chiến Tiểu Thương Hà ngày xưa. Trên đồng hoang ngoài thành, cờ chiến của người nữ chân kéo dài tượng trưng cho quân đội hung ác nhất thiên hạ này. Khi quét mắt nhìn những bóng dáng đó trên tường thành, trong mắt của Hô Diên trước dường như phản chiếu một bức tường không thể sập. Năm xưa trên Lương Sơn, Tống Giang tụ tập rất nhiều anh hùng hảo hán trong thiên hạ, định xếp vị trí theo thiên cương địa sát cho 108 anh hùng, đến ngày nay bọn họ chưa chắc có thể đỡ nổi một kích của đội quân này. Sau đợt công thành suốt một ngày, binh sĩ của nữ chân lần đầu tiên toàn tuyến lùi lại phía sau, tạm dừng thế công mệt nhọc. Mọi người trên đầu tường nhìn xuống đều ôm lòng thắc mắc. Tham mưu Hắc Kỳ quân là Lý Niệm đi tới bên cạnh Hô Diên trước, nhỏ giọng báo một số việc cho hắn biết, tin tức mới vừa truyền tới. Minh Vương quân do Vương Cự Vân dẫn dắt đã đến gần trong vòng 20 dặm, trời tối đường khó đi, chậm nhất là ngày mai đến, bên Trúc Lão Đại cũng đã hội hợp với 3.000 người ngựa ở bên ngoài. Thuật Liệt Tốc chắc cũng biết những việc này, đánh một ngày thế công mệt nhọc đột nhiên thu binh, không đơn giản là muốn nghỉ ngơi. Hô Diên trước gật đầu, gọi đến quan quân bên cạnh, dặn mọi người nâng cao tinh thần, Thuật Liệt Tốc sẽ không mềm nhũn như vậy, tùy thời sẽ tấn công tiếp. Hô Diên trước cầm kính viễn vọng nhìn trận hình phía đối diện, trong doanh địa đông nghìn nghịt kia có người ngựa chạy qua lại rất náo nhiệt. Sau đó có thứ gì đang từ hậu phương doanh địa người nữ chân chậm rãi dâng lên. Hô Diên trước chửi tục, tổ, cha nó, đầu tường ồn ào tiếng người, đó là khí cầu nóng đang phình ra. Từ sau khi Hoa Hạ quân nắm giữ kỹ thuật khí cầu nóng, nghe nói gần đây Vũ Triều cũng đã nghiên cứu chế tạo ra thành phẩm. Bên người nữ chân có Hoàn Nhan Hy Doãn lo việc nghiên cứu truy tìm nguồn gốc, bọn họ nắm giữ kỹ thuật cũng không kỳ lạ, nhưng đây là lần đầu tiên dùng trên chiến trường. Điều này quá đủ chứng minh Tông Hàn, Hy Doãn trọng thị và quyết bắt được trận chiến đấu này. Không khí trên đầu tường trở nên túc sát, bóng người chạy nhanh, vận chuyển khói lửa dùng để phòng ngự không trung. Không lâu sau, hướng quân doanh nữ chân lần đầu tiên bày trận thế tiến công. Màn đêm đã bắt đầu chiếm lấy mặt đất, đống lửa kéo dài thành biển ánh sáng, trận thế công thành đang chuẩn bị, phía sau tầm nhìn tối đen, ba quả khí cầu to lớn từ từ phình to bay lên cao. Trong doanh địa tiếng người ồn ào ngựa hí, tướng lĩnh đầu thành Thẩm Văn Kim chạy vội qua quân đội dàn trận, cuối cùng đến trước cờ soái của Thuật Liệt Tốc. Nữ chân thế lớn, Thẩm Văn Kim là tướng lĩnh Hán quân cuối năm ngoái quy hàng dưới trướng Tông Hàng, dẫn dắt binh sĩ trang bị hoàn thiện, có hơn vạn người. Đội quân này khi đối diện người nữ chân thì sợ vỡ mật, đánh một trận liền tan tác. Sau khi quy hàng, vì biểu hiện lòng trung thành, cầu được phú quý nên rất hăng hái đánh trận. Lúc ban ngày hôm nay, Thẩm Văn Kim dẫn theo quân đội dưới trướng hai lần lên thành, một lần khổ chiến không lùi, tạo thành rất nhiều sát thương cho Hoa Hạ quân trên đầu tường, biểu hiện rất sáng mắt. Lúc này Thuật Liệt Tốc gọi Thẩm Văn Kim đến, khích lệ hắn ngay trước mặt mọi người. Sau đó dặn hắn đứng ở bên cạnh yên lặng nghe nghị sự và sắp xếp tiến công. Mặt ngoài Thẩm Văn Kim rất hớn hở, trong lòng thì lấy làm lạ. Trong hình thế công thành khẩn trương như vậy, nếu Thuật Liệt Tốc muốn sắp xếp tiến công cứ sai người truyền lệnh lại. Không biết tại sao gọi mình lại đây, chẳng lẽ là thấy hôm nay công thành mãi không xong nên muốn kêu mình lên để kích động tướng lĩnh nữ chân khác. Thẩm Văn Kim ngâm mình trong quan trường nhiều năm, hiểu rõ nhất đạo lý khoanh tay đứng ngoài cuộc. Lúc này sợ trở thành chim đầu đàn trong đám tướng lĩnh, lòng phập phồng lo sợ. Nhưng Thuật Liệt Tốc gọi lên chỉ nói sơ qua, trong một chốc không biến Thẩm Văn Kim thành tế phẩm kích thích tướng lĩnh khác. Qua một lúc thì xếp xong kế hoạch tiến công, các quân đều truyền lệnh chuẩn bị, nhưng Thuật Liệt Tốc chưa cho Thẩm Văn Kim đi. Không lâu sau, khi màn đêm đến cũng là lúc bắt đầu tiến công, tùy theo cảnh quân của người nữ chân thổi lên, máy ném đá lục tục ném đi hòn đá tẩm dầu hỏa đốt cháy. Quả cầu lửa to xé gió bay về phía đầu tường Lâm Châu, sau đó tên lửa bay nhanh như châu chấu, đội ngũ tiến công khiêng thang xung phong.
không biết Thuật Liệt Tốc đến từ lúc nào, nói, Thẩm tướng quân, hãy đi theo ta. Thẩm Văn Kim vội vàng nhận lời theo kịp, thân vệ cũng đi theo sau. Thuật Liệt Tốc mang theo Thẩm Văn Kim tạt ngang qua quân trận công thành, ban đêm tiếng động rất ồn ào, nhìn từ bên cạnh thì cảnh tượng công thành giống như vở hí kịch kích tình. Đi không bao xa, Thuật Liệt Tốc mở miệng nói, Thẩm tướng quân, ngươi nói xem đêm nay có thể đánh hạ Lâm Châu được không? Có tinh nhuệ dưới trướng tướng quân, mức độ công thành cỡ này thì Mạt tướng cho rằng tối nay tất nhiên có thể chiếm thành. Thuật Liệt Tốc quay đầu nhìn Thẩm Văn Kim, ánh mắt hằn học nói, Thẩm tướng quân, ngươi là đại tướng lĩnh quân, ta dùng ngươi là bởi vì ngươi giỏi chinh chiến, hiểu thao lược. Trong trạng huống như hiện giờ, bản tướng chỉ cần ánh mắt mưu lược của ngươi, bớt nịnh lại. Thẩm Văn Kim sững sờ, a, à, vậy, Mạt tướng nói theo tình hình thực tế. Nói, cách đánh như ban ngày nếu có thể đánh hạ được thì đã làm rồi. Hiện nay tiếp tục, chẳng qua là xa luân chiến làm Hắc Kỳ quân mệt đến cực hạn. Ban ngày Mạt tướng quan sát thì thấy sức chiến đấu của đội Hắc Kỳ quân này e rằng không thua chúng ta, nếu muốn đánh kiểu này phá thành chỉ e mất 3, 5 ngày mới thấy thành quả. Hơn nữa, sợ rằng bên ta tổn thương nặng. Nghe xong lời của Thẩm Văn Kim, Thuật Liệt Tốc ở phía trước khóe môi hơi cong lên giống như đang cười, vậy ngươi nói, tại sao ta phải đánh kiểu như vậy? Chỉ vì, trận chiến này quan hệ cục diện toàn bộ đất Tấn, Hắc Kỳ mà thua thì cả đất Tấn không còn ai có thể ngăn một kích của Đại Kim ta. Hơn nữa, nghe nói phía Nam đang đàm phán, sớm chấm dứt bên này cũng tiện cho nhiều người xem xong, chọn đứng theo đội. Lời này nói thẳng thừng, nhưng hơi vượt qua thân phận của người Hán như hắn, sau khi nói xong Thẩm Văn Kim có chút, ấp úng phun ra nuốt vào. Nghe xong trên mặt của Thuật Liệt Tốc mới thật sự hiện ra nụ cười, hắn yên lặng nhìn Thẩm Văn Kim giây lát. Đúng vậy, Thẩm tướng quân cũng nhìn ra được ta nhất định phải thắng, bắt buộc phải thắng nhanh, ngoài ra còn biện pháp nào khác? Thẩm Văn Kim do dự nói, đúng, đúng rồi. Nghe Thẩm Văn Kim đáp lại, Thuật Liệt Tốc vừa lòng đi tiếp. Thẩm Văn Kim suy nghĩ một hồi, lại nói, theo như mà tướng thấy thì hiện giờ gió hướng không đúng lắm, ba chiếc. Khí cầu ở phía sau không bay lên tường thành nổi, tuy chúng bay lên có thể tạo chút áp lực cho đầu tường, nhưng dùng vào lúc này hơi sớm. Thẩm Văn Kim nói thật lòng mình, nhưng Thuật Liệt Tốc không để ý tới, qua một lúc mới lên tiếng. Lúc ta dẫn quân xuôi nam thì Cốc Thần đại nhân cho ta một chiếc túi to, muốn ta đến chiến trường rồi mới mở ra, trong túi có một kế sách phá thành. Kế sách này cần có người hỗ trợ mới thành công được. Thẩm tướng quân, hôm nay công thành, ta thấy ngươi tác chiến dũng mãnh, tướng sĩ dưới trướng cũng chịu liều mạng, bởi vậy muốn mời ngươi trợ ta thực hành kế sách này. Thuật Liệt Tốc quay đầu lại, sao hả, Thẩm tướng quân? Ngươi có chịu thu công phá thành này vào túi không? Thẩm Văn Kim hơi sửng sốt, sau đó quỳ xuống đất mạnh mẽ như đẩy núi vàng ngã cột ngọc, hễ tướng quân ra lệnh thì mà tướng đều tuân theo. Tốt! Thuật Liệt Tốc dương mắt nhìn đầu tường Lâm Châu kịch chiến, ánh lửa hắt lên mặt của hắn, sau đó hắn nâng Thẩm Văn Kim đứng lên. Ta sẽ nói chi tiết kế sách này cho ngươi, có thể đánh nhanh phá thành được hay không đều tùy vào Thẩm tướng quân. Các bạn đang nghe chuyện Chuế Tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1055, Thanh, Mạn, 4. Đêm khuya, trong dãy núi tuyết đọng phía đông bắc Lâm Châu có gió lạnh rít gào, một đội ngũ thẳng hàng kéo dài trong vùng núi gập ghềnh. Xuyên qua rừng sâu, trèo qua núi tuyết, cả đội từ trước ra sau đều không đốt đuốc. Đầu tháng 2, không khí từ lạnh lẽo dần chuyển sang ấm, khiến tuyết đọng không cứng rắn như mùa đông, mọi người đi trên đất tuyết từng bước lún xuống tuyết đọng rồi rút lên. Tuyết đọng bị khí nóng hòa tan đôi chút rồi bị đêm khuya lạnh lẽo đông lại, khiến cuộc hành quân nửa đêm này chẳng có một chút nhiệt độ. Đi tới trước, đội ngũ xuyên qua một mảnh vách đá chật hẹp, gió lạnh nức nở. Từng binh sĩ kéo dây thừng đơn giản đi qua đường vách đá chỉ đủ cho một người dán sát vào đi qua, một bên khác là khe sâu không thấy đáy. Trúc Bưu và nhóm thám báo dẫn đường đi đằng trước nhất, một mặt dò đường, một mặt cố định dây thừng trên vách núi treo leo này. Khe sâu như vậy, dù với thân thủ cỡ cấp bậc tông sư như Trúc Bưu nếu đạp hụt té xuống dưới cũng sẽ không còn màu xương. Nhưng vách núi lúc bình thường dù là thợ săn cũng không dám đi này lại là con đường duy nhất, âm thầm đến gần Lâm Châu. Mấy ngày trước, tùy theo Thuật Liệt Tốc nhổ trại xuôi nam, bộ tham mưu của đội Hoa Hạ quân này nhận được tin tức liền nhanh chóng làm ra phản ứng. Sau khi ám sát Điền Thực,
đất Tấn nội chiến, ngay mặt đánh gục Hoa Hạ quân là một bước mấu chốt trong hàng loạt động tác của Hoàn Nhan Hy Doãn. Sau khi Điền Thực chết cũng là lúc sĩ khí đất Tấn giảm xuống mức thấp nhất, đội Hoa Hạ quân vạn người không thể thua, cũng không thể né chiến. Nhưng mặt khác, dùng Hoa Hạ quân vạn người thủ Lâm Châu đến chết, kỳ vọng kéo lên sĩ khí của toàn bộ đất Tấn, hiển nhiên cũng là lựa chọn ngu xuẩn. Sau khi nhận được trả lời từ Vương Cự Vân, Quan Thắng chia Hoa Hạ quân 1.000 người thành hai bộ, một bộ hơn 8.000 người đi vào Lâm Châu. Ỷ vào ưu thế phòng thủ thành triển khai tác chiến với thuật liệt tốc, một đội ngũ hơn 3.000 người khác thì đi hướng Đông Bắc, chờ Trúc Bưu tới. Lựa chọn như vậy là vì tránh cho Lâm Châu biến thành vùng đất tử thủ. Ngoài ra suy xét đến chiến lược của người nữ chân, thuật liệt tốc tấn công Lâm Châu nhất định sẽ mong thắng nhanh. Ưu thế số lượng 3 vạn đấu với 1 vạn tuy xác suất rất cao rồi, nhưng không chừng họ còn có hậu chiếu khác. Bởi vậy khởi đầu của trận chiến đấu này tất nhiên sẽ biến thành hai đội ngũ tinh nhuệ giao phong kịch liệt bất chấp tất cả. 3.000 dự bị không thể cách quá xa, không thể quá gần, vì chủ động trên chiến trường, tốt nhất còn có thể tránh ánh mắt của thuật liệt tốc, cho nên đường núi nguy hiểm này trở thành sự lựa chọn duy nhất. Gió đêm như dao thép cạo qua, hậu phương đột nhiên truyền đến tiếng động, Trúc Bưu ngoái đầu nhìn, chỉ thấy trong đường núi có mấy bóng người bỗng rối loạn. 3 bóng người rớt xuống khe núi, một người được binh sĩ ở phía trước cố gắng níu giữ, 2 người khác đã không thấy tung tích. Trong đường núi không phát ra tiếng động quá lớn, chỉ vì trước khi xuất phát trong quân đội đã bị nghiêm khắc hạ lệnh không được ra tiếng. Hàng dài 3.000 người cứ như thế lục tục, cẩn thận xuyên qua vách đá này, trong quá trình lại có vài người lần lượt rớt xuống khe núi, vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Có người rơi lệ, nhưng đội ngũ vẫn không tiếng động tiến lên, chờ mọi người đều xuyên qua vách đá, có người quay đầu nhìn lại. Ngọn núi tối đen kia yên lặng, chưa từng để lại dấu vết vừa rồi, chốc lát sau bọn họ nhanh chóng bỏ lại vách đá này ở sau lưng. Đằng trước tối tăm mà lạnh lẽo, con đường đi hướng Lâm Châu vẫn xa xôi. Qua nửa đêm, cuộc công thành Lâm Châu mới ngừng lại, chiến đấu kịch liệt giống như mỗi một khắc đều có thể đục xuyên tường thành, nhưng đến cuối cùng thì ý đồ này vẫn không thể thực hiện. Người nữ chân thu binh về, nhưng vẫn giữ tư thái dường như tùy thời đều có thể phát động một trận tấn công mãnh liệt. Hậu phương doanh địa phía tây chiến trường, Thẩm Văn Kim gọi tướng lĩnh thân tín vào lều, hắn không nói muốn làm chuyện gì, chỉ giữ những người này ở lại. Thời cơ tốt nhất vẫn chưa đến, còn cần chờ đợi. Qua giờ tí là đến giờ Sửu, khi giờ Sửu sắp qua thì trên tường thành cũng đã bình tĩnh lại, binh sĩ phòng thủ đổi một ban, đêm sắp đến lúc khuya nhất. Cách 10 dặm, Vương Cự Vân dẫn dắt viện quân cắm trại trong đêm tuyết, chờ trời sáng sẽ đi vào chiến trường. Một khi có viện quân thì cục diện của Lâm Châu sẽ bớt căng thẳng, đương nhiên, áp lực của thuật liệt tốc sẽ lớn hơn nữa, hắn cần thời gian gấp gáp hơn. Có lẽ bởi vì nguyên nhân như thế nên giờ Sửu ba khắc, đại doanh kim quân đột nhiên động, 3 đội nghìn người từ phương hướng khác nhau lần lượt phát động tiến công, đợt tiến công này kéo dài một khắc đồng hồ. Rốt cuộc vẫn là tay trắng trở về. Đến gần giờ Dần, lính kim rút đi. Lúc này là 3 giờ sáng, khẩn trương qua đi, mệt mỏi kiệt quệ phủ lên mọi người. Đến giờ Dần một khắc, trong thành Lâm Châu, tướng lĩnh thủ thành Hứa Thuần Nhất ra khỏi sân, đi hướng tường thành mé tây, Thân Tín đi theo bên cạnh hắn. Cách bên này một con phố, Yến Thanh mặc đồ đen phất tay, đi cùng một phương hướng. Trong đại doanh nữ chân đã dần yên lặng, thuật liệt tốc ra khỏi lều, đối diện thành Lâm Châu cũng yên tĩnh lại, hắn nâng lên kính viễn vọng. Từ khi thuật liệt tốc đến thì kéo theo xôi trào và ồn ào náo động chưa từng có, bóng đêm này chưa từng yên lặng giống như bây giờ. Trong vùng núi cách đại doanh nữ chân 2 dặm, động vật giống như đều chìm vào giấc ngủ trong lạnh lẽo và màn đêm, Lưu Tuấn Nghĩa cũng nhìn doanh địa này từ xa. Giờ Dần hai khắc, 4 giờ sáng, có chuyện gì sắp phát sinh? Bóng đêm yên ắng, thành Lâm Châu, Hứa Thuần Nhất mang theo người xuyên qua đường phố ngẫu nhiên có binh sĩ trực, đi hướng cổng thành Tây Nam. Làm tướng lĩnh từng được Điền Thực nể trọng, Hứa Thuần Nhất xuất thân thế gia tính tình cương trực, tác chiến dũng mãnh, trên chiến trường là đồng bạn đáng giá nể trọng. Hôm nay nữ chân công thành, tuy rằng áp lực chủ yếu do Hoa Hạ quân gánh, nhưng binh sĩ dưới trướng Hứa Thuần Nhất vẫn ngăn lại nhiều áp lực tiến công. Đặc biệt là mấy chỗ yếu ở phía Tây, phía Nam, người nữ chân một lần phát động tập kích bất ngờ leo thành. Là Hứa Thuần Nhất tự mình dẫn tinh nhuệ cướp lại tường thành, hắn bôn ba anh dũng trên tường thành được nhiều quân nhân Hoa Hạ quân công nhận. Lúc ban ngày người nữ chân luân phiên tiến công, Hoa Hạ quân chỉ có hơn 8.000 người, tuy cố gắng giữ sức nhưng tất cả binh sĩ đều đã lên tường thành 1, 2 đợt rồi. Đêm xuống,
lực lượng còn sức trong bộ đội Hứa Thị càng thích hợp trực hơn. Vậy nên đa số khúc mấu chốt trên đầu tường đều có Hoa Hạ quân trực đêm, nhưng bộ đội Hứa Thị cũng ôm trách nhiệm gác một số khúc tường. Bây giờ là lúc mọi người mệt nhất, Hứa Thuần Nhất quan tâm trạng huống phòng thủ thành, miễn cho bị người nữ chân chọc được kẽ hở cũng không có gì khác lạ. Dọc đường ngẫu nhiên gặp binh sĩ, đa số nâng tinh thần lên vái chào, cảm thấy hãnh diện được đi theo một tướng lĩnh có trách nhiệm như vậy. Đi đến cổng thành, Hứa Thuần Nhất nhìn hướng lâu thành bên kia, sau đó cùng thân tín bên cạnh quẹo vào một sân ở gần đó. Yến Thanh ẩn trong bóng tối, lục tục có người xuất hiện sau lưng hắn. Qua một lúc, một góc sân mà nhóm người Hứa Thuần Nhất đi vào, một bóng đen nhô đầu ra làm động tác tay. Bên cạnh Yến Thanh có người khẽ thở dài. Chương 1056, Thanh, Thanh, Mạn, Năm. Ngoài thành, quân doanh to lớn đã bắt đầu nghỉ ngơi. Trong doanh địa Hán quân ở mé sau binh sĩ âm thầm tụ tập. Trong đại doanh, Thẩm Văn Kim mặc giáp trụ, cầm lên cương đao, nói ra tất cả sự tình cho đám thân tín ở trong lều nghe. Sói ăn thịt, chó ăn phân, tuy theo người nữ chân nhưng ta nghĩ điều mọi người cầu không chỉ là sống sót. Phú quý đang ở trước mắt, lấy được thì ăn thịt, không lấy được sẽ bị người nữ chân xem thường chúng ta. Mọi người gật đầu, trong thời loạn này nếu chỉ cầu sống thì mọi người đã không bán mạng lúc ban ngày. Vận số của Vũ Triều đã hết, bọn họ không có cách nào, người bên cạnh họ cũng cần sống, vậy chỉ có thể đi theo nữ chân đánh chiếm mảnh thiên hạ này. Mọi người cầm binh đao lên, nối đuôi nhau mà ra. Lúc khuya nhất, Thẩm Văn Kim dẫn tinh nhuệ dưới trướng lặng lẽ rời khỏi doanh địa, bọn họ đi đường vòng, xuyên qua mé bên chiến trường có cái gò nhỏ che chắn, đến cổng thành Tây Nam Lâm Châu. Một tiểu đội đi trước, cổng thành lặng lẽ mở ra, tiểu đội kia tiến vào tra xét tình huống, sau đó phất tay ra hiệu cho hơn 2.000 người khác vào thành. Bóng đêm che giấu cho đám binh sĩ lục tục vào thành, sau đó dưới sự phối hợp của binh sĩ dưới tay Hứa Thuần Nhất, bọn họ nhanh chóng chiếm lĩnh cửa thành rồi vào sâu trong thành. Doanh trại chính của nữ chân, Tín Sử đi qua doanh địa, giao cho Thuật Liệt Tốc tin kỳ binh đã vào thành, hắn xem xong không nói chuyện. Trong doanh địa ánh lửa u tối, tất cả binh sĩ thoạt trông đều đã thiếp ngủ, chỉ có bóng người tuần tra xuyên qua. Ngẫu nhiên có vài bóng dáng lặng lẽ xuyên qua lều trại phía tây nam doanh địa, bọn họ đi vào một chiếc lều, được chốc lát thì lặng lẽ rời đi. Binh sĩ nữ chân ở trong lều mở mắt ra. Trong tiến công kịch liệt từ ban ngày đến đêm khuya, hơn 3 vạn tinh nhuệ nữ chân luân phiên ra trận. Nhưng cũng có mấy nghìn lực lượng dồi dào sức khỏe bị giữ lại ở hậu phương. Lúc này bọn họ mặc giáp vào, đao không rời thân, kê đầu lên giáo chờ trời sáng. Sao trên trời le lói, trong rừng cây tùm cách thành Lâm Châu mấy dặm, trúc bưu cắn lương khô cơ hồ bị đông thành khối băng, đi qua đám binh sĩ nghỉ ngơi đợt cuối. Ăn một chút gì, kế tiếp không nghỉ ngơi được. Ăn một chút gì, kế tiếp không nghỉ ngơi được. Trúc Bưu nhỏ giọng nói câu này với mỗi một binh sĩ. Trong đoàn người, mấy chiếc túi da bị truyền tay nhau, đó là nhờ thám báo đã đến. Đây trước cố gắng không làm kinh động bất kỳ ai tranh thủ đun nóng rượu nồng. Rượu không nhiều, mỗi người đều uống 2 hớp. Tiếp đó, bắt đầu khởi hành. Trong thành Lâm Châu, hàng ngũ xếp theo trật tự đi qua đường phố mờ tối, Thẩm Văn Kim thấy góc đường ở phía trước có một tướng lĩnh đang phất tay với bọn họ. Hứa Thuần Nhất. Trong lòng Thẩm Văn Kim dâng lên một tiếng thở dài, trước khi đó hai người cũng từng có mấy lần đối mặt. Nếu không phải Điền Thực bỗng nhiên bỏ mình, Hứa Thuần Nhất và Hứa Gia ở sau lưng hắn chắc không đến mức quy hàng nữ chân trong trận chiến lớn này. Cũng trong tiếng thở dài đó, Thẩm Văn Kim thật sự cảm thụ được người nữ chân mạnh hơn và sự lợi hại của Hoàn Nhan Tông Hàn, Hoàn Nhan Hy Doãn đứng ở phía sau. Chiến tranh lúc cuối năm ngoái thoạt trông bình thường không có gì lạ, người nữ chân đè chiến tuyến hướng Nam, Tấn Vương Điền Thực cũng đánh ra uy vọng của mình. Nào ngờ đợt ám sát hồi đầu năm đập tan uy vọng ngưng tụ, sau đó đất Tấn chia năm xẻ bảy tan tác, Thuật Liệt Tốc xuôi Nam giữ chân Hắc Kỳ, 3 vạn nữ chân đấu với 1 vạn Hắc Kỳ. Cốc Thần sớm liên lạc với Hứa Thuần Nhất quy hàng, toàn bộ tình thế có thể nói từng khâu nối với nhau, muốn giải quyết xong hết trong một lần. Ngẫm kỹ lại, toàn bộ đại quân kháng chiến 100 vạn người của đất Tấn, có gần 1.000 vạn dân chúng. Có nhiều đường núi gập ghềnh khó đi, muốn ngay mặt đánh chiếm nó dù kéo dài nửa năm, một năm cũng không lạ gì. Nhưng bây giờ giải quyết thì sớm hơn nửa tháng, tùy theo đất Tấn thất bại trong việc chống cự, có vết xe đổ ở trước mắt, e rằng toàn bộ Trung Nguyên khó mà tập hợp chống cự quy mô lớn được như vậy. Làm người Hán, hắn nhìn thấy tia sáng hoàng hôn của nhà Hán rơi xuống.
hắn chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy. Thẩm Văn Kim giữ sự cẩn thận, cho tiên phong của đội ngũ đi hướng Hứa Thuần nhất, còn hắn thì chậm rãi đi ở phía sau. Có một khoảnh khắc, đại khái là một cục gạch xanh trên đường bị lỏng, Thẩm Văn Kim lảo đảo tiến lên hai bước, hắn nhận ra cái gì, quay đầu nhìn lại. Trong bóng tối khó thấy tình huống dưới đất, nhưng tướng lĩnh thân tín đi theo bên cạnh ý thức được sự thắc mắc của Thẩm Văn Kim. Cũng bắt đầu xem xét đường, chỉ qua giây lát, tướng lĩnh thân tín nói, mặt đường không ổn, đã bị xới lên. Thẩm Văn Kim lùi lại một bước, trong bóng tối bên cạnh có người lên tiếng, đừng nhúc nhích. Người kia nói, đi tiếp, động tĩnh sẽ rất lớn. Phía đầu đường, Hứa Thuần Nhất bất đắc dĩ nhìn bên này, sau lưng, bên cạnh hắn đều có đẩy nòng pháo ra. Sân ở bốn phía con phố đều có động tĩnh, có một bóng dáng đi lên nóc nhà, cắm lá cờ màu đen. Thẩm Văn Kim giơ tay sờ mũ giáp của mình, biết đã trúng mai phục. Nhưng không có biện pháp, nếu như nói người nữ chân là chân mệnh thiên tử được thế đạo che chở, quân lâm thiên hạ. Vậy Hắc Kỳ này cũng là, đại ma đầu có thể khiến mọi người muốn sống hay chết đều khó. Trong một chốc Thẩm Văn Kim không biết nên lựa chọn như thế nào. Đầu tường phía tây nam, Trần Thất đứng trong gió lạnh, tay đặt trên chuôi đao, vẻ mặt túc sát nhìn nhóm binh sĩ trốn dưới tường chắn mái sưởi ấm. Trần Thất là thân tín dưới trướng Thẩm Văn Kim, võ nghệ cao cường, tâm ngoan thủ lạt, vốn ở trong quân đội của Tấn Vương, các loại ích lợi rắc rối phức tạp khiến hắn không leo lên vị trí cao được. Từ khi quy hàng nữ chân, Thẩm Văn Kim muốn giết ra công danh ở trước mặt người nữ chân, bầu không khí trong quân đội cũng thay đổi, mấy kẻ hung ác như Trần Thất được trọng dụng hơn. Lúc ở dưới tay Tấn Vương thì đội quân đi theo Thẩm Văn Kim này sĩ khí không cao, không nổi danh. Sau khi quy hàng nữ chân, mọi người lập chí biểu hiện, trong khoảng thời gian này đánh ra nhiều thành tích sáng mắt. Bọn họ tự cảm thấy mình đã là quân đội mạnh rồi, đám hảo hán như Trần Thất cũng theo bản năng bắt đầu xem thường những quân nhân bại hoại. Mấy binh sĩ sợ gió sợ rét ở gần đó tự nhiên là người dưới trướng Hứa Thuần Nhất, khi Thẩm Văn Kim vào thành thì để lại gần một nửa người ở cổng thành, trợ giúp phòng thủ. Người dưới trướng Hứa Thuần Nhất không vì vậy mà bỏ đi, chủ yếu là sợ điều động nhiều sẽ làm kinh động Hắc Kỳ ở trong thành. Thế là bây giờ mọi người xen lẫn vào nhau tụ tập bên cổng thành, trên tường thành, giám thị lẫn nhau, cũng chờ tin trong ngoài thành ra tay chuyển đến. Tướng lĩnh dưới tay Hứa Thuần Nhất phụ trách cảnh vệ đầu tường đi hướng bên này, đám binh sĩ mới co ro đứng lên. Tướng lĩnh kia chạm mặt với Trần Thất, chuẩn bị sẵn sàng, sắp rồi. Trần Thất liếc người kia, lười quan tâm. Tướng lĩnh bị ngó lơ thì bỏ đi, mấy binh sĩ thở ra hơi lạnh không biết nói gì với nhau ở bên kia rồi đi tới gần chỗ Trần Thất. Tay Trần Thất ấn chuôi đao, mấy người lại gần hơi do dự, chỉ có người dẫn đầu là thần thái láo cá như một tên du côn. Người này hết cằm hỏi, tôn tính đại danh của huynh đệ là gì? Cũng láo quá chứ. Sắc mặt Trần Thất hằn học hỏi, muốn gì? Có muốn gì đâu. Người kia thấy Trần Thất ra vẻ lạnh lùng xa cách thì lùi một bước, muốn nhắc nhở ngươi một câu thôi, lão đại của chúng ta thù dai lắm. Ừ, biết ngươi không sợ. Mấy tên lính dày dạn này lại đây đại khái là muốn kết bạn, thấy Trần Thất không thân thiện thì người dẫn đầu gác cằm lên tường chắn mái bắt đầu ngắm phong cảnh. Lẩm bẩm, tổ cha nó, lúc ban ngày đứng ở đây không dám ló đầu ra, hiện tại rốt cuộc không sao rồi. Cũng tốt, dù sao thiên hạ là của người nữ chân sau này, một lần xong hết mọi chuyện. Được rồi, mọi người đều là huynh đệ, người nữ chân có thiên hạ, người Hán chúng ta phải đùm bọc lẫn nhau. Ta biết võ công của ngươi cao, đã giết nhiều người, năm xưa ta cũng theo học sư phụ của Ngự Quyền Quán. Trần Thất nghe vậy, mới nghiêng đầu nhìn tên lính dày dạn kia, thấy thần thái của người này tuy láu cá nhưng vóc dáng giống như từng luyện võ. Ồ, Ngự Quyền Quán. Ai vậy? Đối phương hỏi ngược lại, ngươi là ai? Trần Thất nói, ừ, mỗ họ Trần, Trần Thất. Còn ngươi? À, người kia mới vừa mở miệng thì chợt có động tĩnh. Trong thành trì ở một góc tầm nhìn có ánh sáng nổ tung, pháo hoa bắn lên trời đêm. Doanh địa nữ chân, thuật liệt tốc buông xuống kính viễn vọng. Động đất lớn bắt đầu. Trong con phố mờ tối kia, Thẩm Văn Kim hét to, co chân bỏ chạy, sau lưng là ánh lửa dâng lên từ trong đất bùn. Các bạn đang nghe chuyện chế tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1057, Thanh, Thanh, Mạn, 6. Trần Thất quay đầu lại nhìn hướng trong thành trì phát sinh biến cố, hắn mới đi một bước,
bỗng nhiên ý thức được bên cạnh có mấy binh sĩ dưới trướng Hứa Thuần Nhất đang cách quá gần. Đồng bạn của Trần Thất đè chuôi đao, trước mắt bọn họ có ánh đao chém xuống. Máu ấm mà đặc sệt phun lên mặt của Trần Thất. Hắn bỗng nhiên hét to ra tiếng, ánh đao ngược gió vung lên rồi đột nhiên chém xuống. Bùm một tiếng, lưỡi dao bị chặn lại, cổ tay đau nhức. Phía trước tầm nhìn, ánh mắt của tên lính dày dạn kia bỗng thay đổi hoàn toàn, dường như trong tích tắc đó đã biến thành người khác, trong đôi mắt kia chỉ có rét lạnh của mùa đông. Hai tấm chắn đẩy vào mặt Trần Thất, tay của hắn bị mắc kẹt, thân hình lảo đảo lui về phía sau, bên cạnh có người lao ra. Đao dài chém chân, một thanh mâu ngắn bị ném qua không trung sượt qua gò má của Trần Thất, cắm vào cổ một đồng bạn ở đằng sau. Tấm chắn, ánh đao, thương dài. Mấy người bình thường ở phía trước trong khoảnh khắc hóa thành một bức tường lớn đẩy lên, đám người Trần Thất lảo đảo lùi lại nhanh chóng ngã xuống. Trần Thất cố gắng chém giết, vài đao chém mạnh vào tấm chắn, cuối cùng tấm chắn rời đi, đằng trước vẫn là lính dày dạn đã nói chuyện với Trần Thất. Ánh mắt hai bên giao nhau, đối phương vung đao chém, Trần Thất giơ tay đỡ, cánh tay chỉ còn một nửa, một binh sĩ khác vung cương đao chém vào cổ của hắn. Máu tươi phun ra, dường như Trần Thất còn hoang mang mình bị chặt tay, trong tầm nhìn của hắn là trên dưới thành trì đã hóa thành đại dương chém giết. Trong bóng đêm, thoáng cảm thụ được chấn động từ mặt đất, tên lệnh bắn lên trời. Khuôn mặt của Thuật Liệt Tốc không cảm xúc, hắn đứng lên, xung quanh đã tụ tập tướng lĩnh nữ chân. Thuật Liệt Tốc nói, 3.000 người Thẩm Văn Kim mắc kẹt trong thành, vì cầu sinh, nhất định tử chiến. Sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Từ đầu tới đuôi, 3 vạn tinh nhuệ nữ chân tấn công tòa thành có 8.000 hắc kỳ, thắng nhanh là mục đích duy nhất. Hôm qua tấn công mãnh liệt cả ngày trên thực tế đã phát huy toàn bộ năng lực tiến công của Thuật Liệt Tốc, nếu có thể phá thành tự nhiên tốt nhất, dù không thể thì. Còn lựa chọn đánh lén ban đêm, đánh lén thất bại thì có Hứa Thuần Nhất tiếp ứng. Dù Hứa Thuần Nhất ở trong thành biến thành cạm bẫy của hắc kỳ, Thẩm Văn Kim đã vào thành vì cầu tự bảo vệ mình ắt sẽ tạo thành phá hoại lớn cho lực lượng phòng thủ trong thành. Truyền quân lệnh của ta, toàn quân tổng tấn công. Thuật Liệt Tốc đội mũ giáp, cầm đao lên ngựa, ngày phá thành Lâm Châu sẽ là hôm nay. Đêm đã sâu, trời chưa sáng. Thành lâu phía bắc Lâm Châu, tham mưu Lý Niệm đưa lên kính viễn vọng nhìn vụ nổ trong thành. Mới trước đó đã xác nhận việc Hứa Thuần Nhất đầu vào nữ chân, nguyên bộ tham mưu hành động theo kế hoạch, đã đặt nhiều hỏa pháo, địa lôi, thuốc nổ trong thành, lúc đầu do Lý Niệm phụ trách. Cuối cùng lừa Hoàn Nhân Hy Doãn một vố, Lý Niệm hít sâu một hơi, chĩa kính viễn vọng hướng bên kia tường thành. Vào lúc này, trong doanh địa nữ chân có vô số ánh lửa đang cháy lên. Quả cầu lửa bay ra từ máy ném đá vụt qua đêm sâu giống như bình minh đến sớm. Tường thành chấn động mạnh, quân đội nữ chân khiêng thang gầm giống hùng dũng bò lên tường thành. Đây là lực lượng sức khỏe dồi dào mà người nữ chân lưu giữ ngay từ đầu, bây giờ lập tức ùa vào chiến đấu. Trên tường thành, tiếng pháo vang lên, kèn lệnh nối tiếp nhau, từ tường thành to lớn kéo dài ra phương xa hai bên. Mé đông thành trì, lúc này dường như cũng bùng nổ cuộc chém giết bất ngờ, có lẽ là những người khác định quy hàng nữ chân không thể kiềm chế được nữa, bắt đầu cuộc tấn công mạo hiểm của mình. Hiện giờ mới qua giờ dần ba khắc một chút, đã là đêm khuya nhất, nguyên thành Lâm Châu cứ như thế bỗng nhiên bị bừng tỉnh. Động tĩnh đột ngột này gần như ồn ào còn hơn ban ngày. Hoa Hạ quân, người nữ chân, người kháng kim, người hàng kim, trận chiến công thành và thủ thành bình thường, nếu không phải thực lực thật sự cách xa thì sẽ tốn thời gian rất lâu. Nhưng trận chiến Lâm Châu chỉ mới tiến hành 2 ngày, tất cả người tham gia chiến đấu dồn hết sức mạnh vào đêm tối trước khi bình minh đến này. Trong thành đang chém giết, tiếp đó ngoài thành cũng đã lục tục tỉnh lại, tụ tập, hung mãnh nhào về phía phòng thủ thành mệt mỏi. Trên đất hoang còn đọng tuyết, Trúc Bưu cầm thương dài bước nhanh tới trước, phía sau hắn là bóng dáng của 3.000 Hoa Hạ quân lan tràn trong bóng đêm tối tăm và lạnh lẽo. Phía trước bọn họ đã mơ hồ nhìn thấy ánh lửa chập chờn trên thành Lâm Châu. Ngày 9 tháng 2, khoảnh khắc giờ dần và mão luân phiên, Lâm Châu, thành trì vặn vẹo trong ánh lửa hỗn loạn. Hướng tường thành, cuộc tấn công mãnh liệt được ăn cả ngã về không của Thuật Liệt Tốc đã triển khai. Tiếng đá to đập vào tường dài dù xa khoảng nửa thành trì vẫn nghe rõ mồn một. Tây Nam, đoàn người Thẩm Văn Kim sau khi vào thành thì phản kháng gây ra động tĩnh, bọn họ đốt lửa thiêu cháy nhà cửa trong thành. Cổng thành Đông Bắc, một đội binh sĩ hàng kim mà không ai đoán trước được triển khai đánh bất ngờ, cướp đoạt cổng thành, tạo thành thương vong nhất định cho chiến sĩ Hoa Hạ quân ở gần. Mấy tin tức này nhanh chóng truyền đến,
Quan Thắng vừa nghe vừa đi nhanh giữa các lều trong doanh địa, xung quanh đều là binh sĩ lướt nhanh qua. Khi Quan Thắng thấy cái sân ở phía trước thì cũng nhìn thấy Hứa Thuần Nhất đi tới. Trừ đám người Yến Thanh đi theo sau lưng Hứa Thuần Nhất ra, Hoa Hạ Quân không đeo hình cụ hạn chế hành động nào cho hắn, bởi vậy nhìn từ mặt ngoài thì Hứa Thuần Nhất chỉ có vẻ mặt hơi tối tăm. Hứa Thuần Nhất ngừng bước chân, nhìn Quan Thắng đi nhanh tới. Ánh mắt Quan Thắng nghiêm túc, trong mắt tự có uy nghiêm, đi đến bên cạnh hắn, phủi cho bụi trên vai Hứa Thuần Nhất. Hứa tướng quân, cùng đi thôi. Nói xong, Quan Thắng dẫn Hứa Thuần Nhất và mấy người sau lưng đi vào sân ở bên cạnh. Phòng trong sân đốt đèn sáng trưng, khi đám người Quan Thắng đi vào thì nhiều tướng lĩnh thủ quân dưới trướng Hứa Thuần Nhất đã tụ tập ở đây. Quan Thắng đi đến đằng trước, hai tay đè mặt bàn, mọi người ngồi đi. Đám người nhìn Hứa Thuần Nhất, lục tục ngồi xuống. Quan Thắng xòe tay ra hiệu Hứa Thuần Nhất ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó nói chuyện, thời gian gấp gáp, ta nói ngắn gọn. Có người làm phản đầu vào chó kim, chúng ta phát hiện ra Hứa tướng quân đã thành lý. Vốn muốn tương kế tự kế, dẫn một đám chó kim vào giết, nhưng thuật liệt tốc quá thông minh, phái Hán quân vào. Bất luận như thế nào, các ngươi hiện tại nghe thấy là âm thanh được ăn cả ngã về không của thuật liệt tốc. Ánh mắt Quan Thắng uy nghiêm, hơi tạm dừng rồi nói tiếp, mấy ngày này ở chung, Hoa Hạ quân cùng mọi người kề vai chiến đấu, có một số việc có thể nói rõ. 3 vạn tinh nhuệ nữ chân, viện binh nhiều vô tận, muốn tử thủ Lâm Châu là rất khó. Hơn nữa xem thế cục hiện giờ, chúng ta không biết còn có bao nhiêu kẻ phản bội ở trong thành. Thuật liệt tốc muốn thắng nhanh, chúng ta cũng muốn. Đối thủ dù lợi hại đến mấy khi ra tay thì sẽ có sơ hở, chúng ta lấy nhỏ đấu với lớn, đành liều một phen. Không lâu sau sẽ triển khai tấn công thuật liệt tốc, không khí trong phòng đột nhiên thay đổi. Kẻ làm tướng trong quân thì khả năng quan sát tình hình sẽ không kém hơn người bình thường, lúc trước thấy sắc mặt của Hứa Thuần Nhất. Thấy người đi theo sau hắn không phải thân tín ngày xưa thì đám người đã thầm suy đoán, chờ Quan Thắng nói không biết trong quân còn bao nhiêu kẻ phản bội, ý tứ của lời này càng khiến người bất an. Nhưng mọi người không ngờ Hoa Hạ quân cùng lắm hơn vạn người, vào ngày thứ 3 thủ thành, quyết định phản công thuật liệt tốc dẫn dắt hơn 3 vạn tinh nhuệ nữ chân. Chiến thuật này ngu xuẩn biết bao, nhưng bình tĩnh mà xem xét, chỉ cần là người có lý trí đều không khó phát giác cái gút chết của Lâm Châu lúc này. Hơn 3 vạn tinh nhuệ nữ chân dẫn dắt hơn 3 vạn Hán gian quân, muốn thủ Lâm Châu lâu thêm chút thì cũng được, nhưng chủ lực của Tông Hàn, cách không xa về phía Bắc, nếu thuật liệt tốc tấn công Lâm Châu mãi không được, chẳng lẽ chủ lực nữ chân hơn 20 vạn người sẽ khoanh tay đứng nhìn. Sau khi trận chiến thủ thành bắt đầu thì đã chẳng còn lựa chọn rút lui. Sau khi Điền Thực chết, thế cục đất Tấn nguy ngập, tính khả thi viện binh đến cơ hồ bằng không, không có ai giúp mà cứ muốn thủ thành là một con đường chết. Đợi đến khi đánh cuộc chiến tiêu hao một thời gian rồi mới đòi phá vòng vây, kỵ binh nữ chân nghiền qua thì không ai chạy thoát được. Nếu như suy nghĩ rõ ràng những điều này, sự lựa chọn hiện tại phóng khoáng biết bao. Chương 1058, Thanh, Thanh, Mạn, 7. Không có người nói chuyện. Quan Thắng yên lặng giây lát, nói, nước mất nhà tan. Quan Mỗ cảm thấy tương lai mọi người đi con đường nào thì đều hiểu rõ. Nhưng mấy ngày này Hoa Hạ quân cùng chư vị ở chung, mỗi ngày tâm sự thật lòng, mọi người hẳn là cũng nhìn xem rõ ràng suy nghĩ của huynh đệ dưới tay, không ai muốn làm chó. Sắp ra trận, hôm nay không biết đánh thành bộ dạng gì, còn trở về được hay không, thôi thì không nói đạo lý lớn làm gì. Quan Thắng vỗ vai Hứa Thuần Nhất, nhìn thẳng vào hắn, nhưng trong thành còn có bách tính, tuy rằng không nhiều, nhưng hy vọng có thể thừa dịp này mang bọn họ chạy trốn hướng Nam, xem như làm tròn bổn phận quân nhân. Còn về chư vị, hôm nay giết thuật liệt tốc, nếu ai chịu theo cùng. Trong mắt của Quan Thắng lóe tia sáng sắc bén, ngày sau sẽ là huynh đệ của Hoa Hạ quân, ta đại biểu tất cả người Hoa Hạ quân hoan nghênh mọi người. Nói xong lời này, Quan Thắng rút về bàn tay đặt trên vai Hứa Thuần Nhất, xoay người đi ra ngoài. Cũng vào lúc này, trong phòng có người đứng lên, đó là một mãnh tướng vốn lệ thuộc dưới tay Hứa Thuần Nhất, tên là Sử Quảng Ân. Sử Quảng Ân mặt đen nói, đang xem thường ai đấy. Quan Thắng nghiêng đầu nhìn lại. Sử Quảng Ân nói, gì mà nghĩ thông với không thông, không biết còn cho rằng ngươi đang nói chuyện với một đám hèn. Giết một tên thuật liệt tốc thôi mà, người dưới tay lão tử đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn đánh như thế nào, họ Quan kia hãy nói ra. Quan Thắng gật đầu, ôm nắm tay. Nhiều người trong phòng cũng nhìn ra tình hình bên trong, trên thực tế thì Hàng Kim là đề tài mẫn cảm vào lúc này,
Điền Thực mới qua đời. Tuy Hứa Thuần Nhất cầm quyền quân đội nhưng chỉ có thể ngầm móc nối với một ít thân tín, nếu không thì làm động tĩnh lớn, có một người không muốn hàng sẽ truyền vào lỗ tai của Hoa Hạ quân. Bởi vậy nên đối với biến cố của Hứa Thuần Nhất, lúc trước mọi người chỉ suy đoán, lúc này thì đã xác định, có người khe khẽ thì thầm, trong giọng nói có chút hiểu ra, Hứa. Họ Hứa làm chó. Có người gật gù ngầm hiểu. Lại có người đứng lên, chắp tay nói, quan tướng quân, Lâm Mỗ nguyện gia nhập Hoa Hạ quân, đừng bỏ quên mấy trăm huynh đệ của ta. Nếu chuyện này phát sinh vào lúc khác, Nguyên đại quân, đầu vào kim cũng chẳng có gì lạ, nhưng hiện nay có Hoa Hạ quân áp trận, mấy lần đại hội động viên trong vài ngày qua, hiệu quả kề vai chiến đấu không tệ, khơi dậy tâm huyết trong lồng ngực của mọi người. Huống hồ lúc trước Hứa Thuần Nhất âm thầm thao tác đã thất bại thảm hại, lúc này hoàn toàn vụt mất quyền điều khiển quân đội. Quan Thắng không nói nhiều, để lại người của bộ tham mưu, sau đó bước nhanh ra ngoài. Ánh sáng chém giết trên tường thành phản chiếu đến, Quan Thắng nhận lấy đại đao, leo lên ngựa chiến, quay đầu nhìn bầu trời, sau đó cùng người bên cạnh giục ngựa đi trước. Trên thành trì, đêm nay vẫn đen như mực. Ngoài thành, mấy vạn đại quân công thành hợp thành đại dương hùng vĩ nhất trong bóng đêm trước bình minh. Mấy vạn người gầm giống, người nữ chân, người Hán xung phong. Tên bay qua bầu trời, đá to mang theo lửa, trên tường thành luân phiên vang lên tiếng pháo nổ, ánh lửa đốt sáng thành. Khúc cây bị binh sĩ nâng lên từ đầu tường ném xuống, dầu lửa đổ nghiêng xuống bị bắt lửa chảy thành màn lửa rợn người. Bộ đội tinh nhuệ nhất dưới trướng Thuật Liệt Tốc bắt đầu lên thành, phía tây nam thành trì, bộ đội chính quy của Thẩm Văn Kim vì cứu chủ soái triển khai công thành. Trước khi đó, bộ đội tinh nhuệ đi vào trong thành đã bị thương nặng, một số binh sĩ từng đổi ca trên đầu tường tụ tập lại với nhau trong cuộc giết chóc đột ngột. Tiếp đó bị ép nhảy xuống hoặc bị chém giết rớt xuống tường thành, trạng thái chết thảm liệt. Trong thành liên tục vang tiếng pháo và tiếng nổ. Ngoài thành đã triển khai tiến công mãnh liệt, trong thành Lâm Châu cũng có từng đội lực lượng khỏe mạnh lục tục tập kết, trong đó có Hoa Hạ quân, cũng có bộ đội cũ của Hứa Thuần Nhất. Trong thế đạo như vậy, tuy rằng Giang Sơn bị chiếm đóng, tựa như lời Quan Thắng nói, nước mất nhà tan, nhưng có thể đi theo Hoa Hạ quân làm một việc lớn phóng khoáng như vậy, đối với nhiều người nửa đời gánh áp lực đã cảm thấy rất hăng hái. Hơn nữa, tương lai có thể gia nhập Hoa Hạ quân là một điều rất có sức hấp dẫn. Hiện giờ Tấn Vương đã chết, Trung Nguyên không có chỗ cho người Hán ở nữa, nếu lần này thật sự có thể thoát hiểm sau đại chiến. Chiến tích của Hoa Hạ quân tất nhiên khiếp sợ thiên hạ, đối với bất cứ người nào đều sẽ là trốn về đáng giá khoe khoang. Không có con đường nào tốt hơn nữa, càng giống người hơn nữa. Gió mạnh lửa cháy, Sử Quảng Ân tụ tập binh sĩ, hô to trước mặt mọi người, lão tử đã sớm nói rồi, con người chết rồi chim chĩa lên, bất tử vạn vạn năm. Hôm nay làm thịt Thuật Liệt Tốc, gia nhập Hoa Hạ quân, mộ tám đời tổ tông của các ngươi đều sẽ bốc khói xanh. Hôm qua chiến đấu kịch liệt, mọi người nghỉ ngơi còn chưa lâu, phần lớn uể oải, nhưng nghe ra điên cuồng trong câu nói này, một số binh sĩ nổi da gà, máu cuồn cuộn dâng lên trong ngực. Càng nhiều người tụ tập lại, trên tường thành phía bắc, chém giết gay cấn đang lan tràn, tên lạc bay lượn bị bật ra khỏi. Giáp trụ, Từ Ninh cầm thương đâm vào ngực bụng của một binh sĩ nữ chân, trong tiếng gầm giống điên cuồng của binh sĩ kia. Từ Ninh đâm cây thương thứ hai vào cổ họng của đối phương, thừa thế rút ra cây thứ nhất, đâm thủng đùi một tên binh sĩ nữ chân ở bên cạnh. Binh sĩ nữ chân kia đang truy sát một người Hoa Hạ quân bả vai chảy máu ròng ròng, lúc này đùi bị đâm liền hơ đao chém. Từ Ninh cầm song thương một cái đâm một cái rút về, đâm chết đối phương ngã xuống đất. Đi. Từ Ninh lao về phía thuộc hạ bị thương, đằng trước có người nữ chân vọt tới chém vào lưng của hắn. Cương đao xé giáp trụ nhưng không cắm quá sâu vào thịt. Người Từ Ninh lảo đảo chạy tới hai bước, chộp lấy một tấm khiên xoay người đụng về phía đối phương. Hắn võ nghệ cao cường, đâm một phát làm phát ra tiếng nổ lớn, binh sĩ nữ chân kia và một người nữ chân khác từ phía sau vọt tới không kịp né đều bị đụng lăn lông lốc. Đằng trước có càng nhiều người nữ chân xông lên, hậu phương cũng có binh sĩ Hoa Hạ quân kết trận sấn tới, hai bên xung phong liều chết trên đầu tường. Lỗ hổng ở đầu tường bị mở ra, rồi lại bị Từ Ninh mang theo thuộc hạ cướp lại, tiếp đó lại có một khúc tường bị người leo lên. Binh sĩ tinh nhuệ dưới trướng Thuật Liệt Tốc hôm qua không bị tiêu hao quá lớn, sức chiến đấu không tầm thường. Sau hai đợt tranh cướp như thế thì xác chết chất ở đầu tường, máu chảy lai láng. Từ Ninh giết đỏ mắt, trên người chúng mấy nhát đao, mang theo cấp dưới vừa đánh vừa lui. Đám người Từ Ninh dần lùi xuống đầu tường, tuyên bố khúc tường thành này bị thất thủ.
binh sĩ Nữ Chân đột nhập từ khúc tường thành này, giết hướng cổng Bắc Lâm Châu vẫn đóng kín. Chốc lát sau, trên phố vang lên tiếng nổ. Trong lúc Từ Ninh liều mình chống cự, đội công binh đã chôn thuốc nổ, tưới dầu hỏa, thậm chí chất đống gỗ trên con đường đi tới cổng thành. Lúc này lửa cháy hừng hực ngăn cách đường. Từ Ninh bỏ xuống song thương sử dụng khi cận chiến, cõng lên câu liêm kim thương theo mình thành danh, dẫn dắt binh sĩ tiến hành một đợt xung phong mới. Trong phố hỗn loạn, gần cổng thành Tây Nam, Phích Lịch Hỏa Tần Minh một tay cầm lang nha bổng, một tay xách Thẩm Văn Kim bước lên đầu tường. Đốt lửa lên cho ta, để bọn chúng thấy rõ hơn. Ở bên ngoài công thành là gần vạn người dưới trướng Thẩm Văn Kim. Nhưng tùy theo đội ngũ 3.000 người tinh nhuệ ở trong thành hoặc bị giết hoặc đầu hàng, trận chiến công thành trở nên uể oải, chẳng có chút sức uy hiếp. Dù sao ban đầu bên Hoa Hạ quân dự bị nghênh tiếp tinh nhuệ của người Nữ Chân, sau đó Thẩm Văn Kim và binh sĩ dưới trướng cũng có phản kháng. Nhưng đám người Hoa Hạ quân nhanh chóng giải quyết chiến đấu, kéo đội lên đầu tường, trừ đám binh sĩ ngoan cố phản kháng đốt lửa trong thành ra, bên Hoa Hạ quân tổn thất không lớn. Ngọn đuốc cháy hừng hực, Tần Minh kéo Thẩm Văn Kim đi hướng lầu trên cổng. Thẩm Văn Kim bị trói tay chân, sắc mặt đã trắng bệch, toàn thân run rẩy, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Huynh đệ Hoa Hạ quân, ta đầu hàng. Ra ra, ta đầu hàng, ta thay ngươi chiêu hàng người ở bên ngoài, ta đánh người Nữ Chân cho các ngươi. Thẩm Văn Kim hét lớn, nhưng Tần Minh chỉ cười nhạt, đương nhiên không thể đồng ý chuyện này. Bởi vì sau khi quy hàng Nữ Chân, vô luận ở bên cạnh Thẩm Văn Kim hay trong quân trận bên ngoài đều có tướng lĩnh áp trận do Nữ Chân phái ra. Thẩm Văn Kim vừa bị bắt, trên cơ bản đã mất quyền chỉ huy quân đội. Ngươi đứng đây hét lớn lên cho ta. Tần Minh chỏng thòng lọng lên cổ Thẩm Văn Kim, đá hắn đến tường chắn mái, liếc ngoài thành một cái rồi xoay người đi vào thành. Đa số kỵ binh của đội Hoa Hạ quân này dưới sự dẫn dắt của Tần Minh đã tập kết trên phố. 600 kỵ dũng sĩ tùy thời chuẩn bị xông ra khỏi thành giết chóc lung tung. Tần Minh leo lên ngựa chiến, vết máu tươi trên lang nha bổng nặng nề còn chưa bị gió đêm thổi khô. Đầu tường, Thẩm Văn Kim trên cổ bị cột dây thừng, bị hai binh sĩ Hoa Hạ quân bức ép đang điên cuồng hét lớn. Người Nữ Chân ở trong đội quân công thành buộc binh sĩ không ngừng tiến lên, có thần xạ thủ Nữ Chân núp trong binh sĩ tới gần tường thành, bắt đầu bắn tên về phía Thẩm Văn Kim. Ban đêm gió lớn, hai binh sĩ Hoa Hạ quân đứng ở đầu tường chú ý nguy hiểm xung quanh Thẩm Văn Kim. Mấy mũi tên bắn tới hoặc là bị lệch, hoặc ghim trúng tấm chắn, khi họ định bắn thêm đợt nữa thì cổng thành ở phía trước mở ra. Trốn mau! Tiếng hét to của Thẩm Văn Kim đặc biệt vang dội dù ở trong hoàn cảnh ầm ĩ này. Các bạn đang nghe chuyện Chế Tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1059, Thanh, Thanh, Mạn, Ám. Đầu tường phía Bắc, từng khúc tường thành lục tục thất thủ, nhưng Hoa Hạ quân cố ý phá hư, hàng loạt dầu hỏa bị đổ xuống cháy lửa. Tuy mở ra một con đường trên tường thành, nhưng khu vực sau khi vào thành vẫn hỗn loạn mà giằng co. Ánh mắt của Thuật Liệt Tốc nghiêm túc nhìn tình huống chiến trường. Binh sĩ hùng dũng từ các nơi muốn leo lên thành, lỗ hổng bị phá sớm nhất đã có nhiều binh sĩ chen vào, đang đứng vững gót chân trong thành, dự bị cướp lấy cổng Bắc. Hoa Hạ quân vẫn ngoan cố chống lại, nhưng một trận chiến đấu khi đánh đến trình độ này, có thể nói thành đã bị phá. Thuật Liệt Tốc đã được lĩnh giáo tố chất của Hoa Hạ quân ở Tiểu Thương Hà, đối với đội quân này thì dù là đánh trận chiến gian khổ trên đường phố vẫn sẽ ngoan cố chống lại một thời gian dài. Nhưng ưu thế bên mình đã rất lớn, việc tiếp theo là chia rẽ ngăn cách làm Hoa Hạ quân mất chỉ huy thống nhất, vô luận là ngoan cố chống lại hay chạy trốn đều sẽ bị hắn lần lượt nuốt trọn. Bởi vì hướng gió khác nhau nên khí cầu nóng không bay lên cao, nhưng Hải Đông Thanh bay lượn trên bầu trời không lâu sau mang đến tin tức xấu. Kỵ binh giết ra từ cổng thành Tây Nam, quân đội của Thẩm Văn Kim đã hình thành tan tác quy mô lớn. Thuật Liệt Tốc phát ra quân lệnh, truyền lệnh A Lý Bạch, 5.000 người dưới tay hắn nếu để Hắc Kỳ trốn từ hướng Tây Nam thì tự xách đầu đến gặp. Lính liên lạc nhanh chóng rời đi, lúc này đã qua giờ mẹo một khắc, có pháo hoa bay lên trời nổ tung. Ba cổng thành phía Đông Bắc, Tây Bắc Lâm Châu vào lúc này mở ra, kèn xung quanh vang lên từ các hướng khác nhau, cơn lũ màu đen tràn về phía người Nữ Chân. Chiến trường mấy vạn người chỉ riêng chỗ Thuật Liệt Tốc, có người ở ngoài thành, có người ở trong thành, có người ở trên tường thành ác chiến tranh đoạt, có người tan tác, có người ngăn cản tan tác. Khoảnh khắc cổng thành mở ra, sóng người tràn vào sóng người,
Hoa Hạ quân và quân đội Hứa Thị đi theo chiếm chút ưu thế về mặt mệnh lệnh giống nhau. Phương hướng Tây Nam, Tần Minh dẫn dắt 600 kỵ binh xua đuổi quân đội tan tác dưới trướng Thẩm Văn Kim vòng qua trận hình của Thuật Liệt Tốc. Ngoài cổng thành phía Tây Bắc, một đoàn gồm 1.500 xé ra một con đường trong đội ngũ công thành, đoàn trưởng dẫn đội tên là Nhiếp Sơn, một trong những người cũ đi theo bên Ninh Nghị. Từng là tiểu đầu mục trên Lương Sơn, giết người như ngoé, sau này trải qua trại huấn luyện ở Trúc Gia Trang, về mặt võ nghệ được Lục Hồng Đề chỉ dẫn, theo con đường sám hối khổ hạnh. Những năm gần đây, nhóm người khổ hạnh đầu tiên trong Hoa Hạ quân đã ít dần, nhưng ai còn sống thì phong cách tác chiến đều mạnh mẽ cứng rắn khiến người e ngại. Nhiếp Sơn gần 50 tuổi, thân hình khôi ngô, trên mặt có nhiều vết sẹo, tay cầm đại đao chín vòng nặng trĩu mạnh mẽ. Dưới trướng của Nhiếp Sơn gồm đội xung phong hơn 100 người dẫn đầu cũng đều là đầu đà cạo chọc, đao dài, thương sắt, búa tạ của họ có thể dễ dàng gõ nát xương cốt của mọi người. Quân công thành ở hướng này nửa là Hán quân, nửa là người nữ chân, chỉ giây lát, nhiều binh sĩ bị đuổi theo đến mức trốn về. Sau lưng đám đầu đà rượt đuổi là xác chết và máu tươi lót thành con đường dài ngoằng. Hô Diên trước, Lệ Gia Khải, mỗi người dẫn theo nghìn người giết ra từ phía đông, đông bắc, song song đó. Quân đội gần vạn người dưới sự dẫn dắt của đám người Sử Quảng Ân từ đường khác giết ra cửa thành, mục tiêu của họ chỉ có một, Thuật Liệt Tốc. Tướng lĩnh nữ chân Tác Thoát Hộ là thân tín dưới trướng mà Thuật Liệt Tốc nể trọng nhất, hắn dẫn dắt hơn 4.000 tinh nhuệ phá thành đầu tiên, giết vào thành Lâm Châu. Bị đám người Từ Ninh không ngừng tập kích quấy rối nhưng vẫn đứng vững gót chân. Khi Tác Thoát Hộ cảm giác thành Lâm Châu có điều khác lạ mới nhận ra không ổn, lúc này một đám quân đội Hứa Thị cũ lao hướng tường phía bắc này. Trận hình người nữ chân ở ngoài thành bởi vì Hoa Hạ quân đột nhiên ùa ra phản công mà tất cả bị hỗn loạn một lúc, nhưng chỉ chốc lát sau là ổn định lại. Thuật Liệt Tốc cầm đao dài, hiểu ý đồ của Hắc Kỳ quân, hắn ngồi trên ngựa chiến nở nụ cười, lại lục tục phát ra quân lệnh, chỉ huy các bộ tụ tập trận hình, ung dung tác chiến. Có hơn 3 vạn trực hệ ở bên người, tiến công, phòng thủ, trận địa, đánh bất ngờ, Thuật Liệt Tốc không án kẻ nào xông tới. Chỉ cần đứng vững gót chân, một lần phản công, đội Hoa Hạ quân ở Lâm Châu rồi sẽ không còn tồn tại. Thậm chí Thuật Liệt Tốc chưa từng lơ là đối với cổng Bắc mãi chưa mở ra và Minh Vương quân của Vương Cự Vân rất có thể sẽ đến. Lúc này, hậu phương phía Đông Bắc gửi đến tin báo gấp, có một đội quân sắp đột nhập chiến trường. Thuật Liệt Tốc lập tức giơ đao dẫn dắt hơn 4.000 người, tự mình xông hướng bên kia. Rạng sáng, thành trì đang đốt cháy, xung đột của gần 10 vạn người giống như hóa thành cơn lũ hùng dũng mà hỗn loạn, lại giống như bánh xe điên cuồng vận chuyển. Vị trí đám người Trúc Bưu chiến đấu là nơi một đội ngũ Hán quân tố chất thấp mới hoàn thành tập kết không lâu, mà bởi vì vội vàng công thành. Vô luận là nữ chân hay Hán quân còn chưa kịp dựng phòng ngự doanh địa, bọn họ xua tan đám tôm tép này rồi chốc lát sau đụng phải đối thủ hung mãnh. Bên Hắc Kỳ quân có gần 2 vạn người đánh bất ngờ, từ phương hướng khác nhau đè ép vào giữa, người nữ chân ở dọc đường kiên cường chống cự. Một góc chiến trường, Lưu Tuấn Nghĩa tụ tập 20 mấy thuộc hạ nhìn cảnh tượng hùng vĩ này, dọc theo rìa cẩn thận lẫn vào chiến trường, định đục nước béo cò trong trận hỗn loạn lớn này. Đội ngũ nhỏ này giống như giọt nước không chút bắt mắt, trong khoảnh khắc đã dung nhập vào rồi biến mất tăm. Không lâu sau tia ban mai chiếu rọi, Quan Thắng, Từ Ninh mang theo đại đội cuối cùng gia nhập vào bánh xe nghiền nát, chém giết liên tục, thỉnh thoảng có đồng bạn bên cạnh ngã trong máu tươi. Hoa Hạ quân đột phá từng lớp phòng ngự, nhưng phút sau lại có đội ngũ người nữ chân từ bên cạnh giết tới. Sau một canh giờ kể từ khi trời sáng, Vương Cự Vân dẫn dắt hơn 2 vạn Minh Vương quân đến chiến trường. Lúc này, quân đội nữ chân do Thuật Liệt Tốc dẫn dắt đã chiếm ưu thế trong cuộc chém giết. Hoa Hạ quân kiệt sức nhưng vẫn cắn chặt hơn 3 vạn quân đội nữ chân, lặp đi lặp lại tập hợp và xung phong. Thuật Liệt Tốc không đoán trước được mức độ điên cuồng của Hoa Hạ quân, hắn dẫn theo mấy nghìn người liên tục di chuyển. Chiến trường bởi vậy lan tràn, khi Minh Vương quân đến thì có nhiều quân đội nữ chân mất liên hệ chuẩn xác với trận hình bên mình, bọn họ chỉ có thể tụ tập lại. Không ngừng truy sát tất cả người Hoa Hạ quân đã nỏ mạnh hết đà trong tầm mắt của mình, còn lại đa số là Hán quân tan tác ở khắp mọi nơi. Không lâu sau, những quân đội này và Minh Vương quân lao vào giết nhau, khói lửa lan tràn. Khi sắc trời dần sáng lên, gió buổi sớm thổi qua núi rừng ngoài thành Lâm Châu, gió mát lạnh kiêu ngạo mà xa cách lộ, ra vẻ người lạ chớ gần, giống như mùa xuân này chẳng có chút trìu mến trần gian. Từng đợt khói lửa, từng nhóm lính tan tác chạy khắp núi rừng đồng hoang, trong ruộng ngừng cày cấy,
ven đường có máu từng chảy róc rách đã đông đặc lại, có xác chết nằm ngang dọc. Một chiếc khí cầu nóng phủ lên một góc bờ ruộng, lửa đốt xe to thành cái khung lạnh băng. Có bóng dáng Hán quân xuất hiện, hai người bò sát tiến lên, lục tìm thứ đáng giá và thức ăn no bụng trên người xác chết. Khi đến ven rừng, một người bị cái gì kinh động, ngồi xổm xuống, tim đập chân run nghe âm thanh bị gió từ xa mang đến. Trúc Bưu đã chết! Trúc Bưu đã chết! Trong rừng có người tụ tập hét lên lời như vậy. Qua một lúc, lại có người kêu lên, Ninh Nghị chết rồi! Ninh Nghị chết rồi! Động tĩnh càng lớn, càng nhiều tiếng nói chuyện lục tục truyền tới, hai nhóm người đánh nhau kịch liệt trong rừng cây. Tiếng đánh nhau di chuyển càng lúc càng gần đến bìa rừng, hai Hán quân lục lọi xác chết sắc mặt tái nhợt, nhìn lẫn nhau một cái rồi một người co giò chạy trốn. Một người khác cũng xoay người chạy, trong rừng có bóng người chạy nhanh ra, đó là binh sĩ vứt bỏ mũ và áo giáp, 10 người, 20 người. Họ cầm vũ khí chạy thục mạng ra ngoài. Trong rừng có bóng người đuổi giết ra ngoài, bóng dáng của mười mấy người dừng lại ở bìa rừng, nơi này hoang dã, 5, 60 người cắm đầu chạy về hướng khác nhau. Bóng người ở bìa rừng vịn thân cây, mệt mỏi thở dốc, không lâu sau bọn họ bò dậy đi hướng bắc, một người giơ cờ xí là màu đen. Chương 1060, Thanh, Mạn, 9. Một nửa tòa thành Lâm Châu đã bị lửa đốt thành màu đen, phía Tây, Bắc, Đông đều có dấu vết lính tan tác quy mô lớn. Khi đại quân từ phía Tây đến cứu viện xuất hiện ở cuối tầm nhìn, mấy nghìn binh sĩ nữ chân bởi vì thất lạc với bản trận mà tập kết tại thành Lâm Châu. Phóng lửa giết người mới chậm rãi phản ứng lại, bọn chúng định tụ tập lại ngăn cản. Minh Vương quân dưới sự chỉ huy của Vương Cự Vân nhanh chóng giết vào trong thành, chém giết kịch liệt lan tràn trong thành phố, ngõ hẻm. Lúc này tướng lĩnh nữ chân A Lý Bịch còn ở trong thành cố gắng tổ chức chống cự, tùy theo Minh Vương quân toàn diện đến. Hắn ở mé đông bắc thành trì thu lấy hơn 2.000 bộ đội nữ chân cùng với mấy nghìn Hán quân phóng hỏa giết người ở trong và ngoài thành, bắt đầu kịch liệt đối kháng. Vương Cự Vân cưỡi ngựa, dẫn hơn phân nửa bộ đội dọc theo thành trì đi hướng bắc. Hắn nhìn xung quanh tường thành, chiến trường, cảnh tượng chém giết đã xong từ gần tới xa, nhíu chặt chân mày. Cuối cùng lão nhân không giận mà uy mở miệng nói, mùng 7, mùng 10, sao mà đánh đến mức này? Thuật liệt tốc công thành là bắt đầu từ giữa trưa mùng 7, bây giờ mới chỉ là sáng sớm mùng 9, đưa mắt nhìn trên chiến trường, khắp nơi đều là dấu vết va chạm thảm liệt nhất. Qua miệng người bệnh được cứu mới biết quá trình vụ việc. Lúc rạng, sáng Hoa Hạ quân triển khai phản công người nữ chân công thành kịch liệt, quân lực gần 2 vạn người ăn cả ngã về không giết hướng thuật liệt tốc ở chính giữa chiến trường. Bên thuật liệt tốc cứng rắn chống cự, chiến đấu tiến hành hơn một canh giờ sau, đám người Trúc Bưu dẫn dắt chủ lực Hoa Hạ quân một mặt chém giết quân đội nữ chân với thuật liệt tốc dẫn đầu. Một mặt chuyển hướng chiến trường qua Đông Bắc, trên đường đi từng đội quân dây dưa nghiền nát nhau, hiện giờ toàn bộ tình hình cuộc chiến đã không biết kéo dài đến nơi nào rồi. Đương nhiên, cũng có thể ở góc nào đó mà thành Lâm Châu không nhìn thấy, toàn bộ chiến đấu đã hoàn toàn kết thúc. Người bệnh Hoa Hạ quân đã chém giết đến bị thương nặng kiệt sức nhưng vẫn cố gắng muốn đứng lên gia nhập hàng ngũ tác chiến. Vương Cự Vân lạnh lùng nhìn một lúc, sau đó sai người nâng người bệnh đi. Minh Vương quân lao hướng Đông Bắc truy sát. Hoa Hạ, nữ chân, binh sĩ Hán quân tan tác vẫn đang chém giết kịch liệt trên con đường dài. Cách phía Bắc Lâm Châu 10 dặm, đồi núi hoang vắng, chém giết quy mô lớn vẫn tiếp tục dưới bầu trời âm u lạnh lẽo. Tuyết đọng ở vùng hoang dã này đã hòa tan hơn phân nửa, ruộng dốc tích lũy mảng lớn bùn lầy cộng lại có hơn 4.000 binh sĩ xung phong liều chết trên ruộng dốc. Binh sĩ giơ tấm khiên, trong va chạm đã cùng kẻ địch lăn lộn dưới đất, lại chộp lấy binh khí chém mạnh. Có người khàn giọng giống to, thuật liệt tốc đã chết, thuật liệt tốc đã chết. Hét bằng ngôn ngữ người nữ chân, nhưng thoạt trông hiệu quả không tốt. Binh sĩ nữ chân mặc giáp ra đội mũ nỉ dùng ngón tay móc lấy dây cung, mắt đỏ ngầu cao giọng hét to, ngón tay đã chảy máu ròng ròng trong lúc tác chiến liên tục. Nhưng đầu ngón tay đó vẫn kéo căng dây cung, khi buông tay thì máu cùng da thịt tung tóe trên không trung, đằng trước có bóng dáng bò sát vọt lên, đâm cương đao vào bụng của người này. Mũi tên vụt qua bầu trời bay hướng cờ hắc kỳ rách dưới trên ruộng dốc. Gần hắc kỳ cũng là nơi chém giết thảm liệt nhất, mọi người va chạm đánh nhau trong bùn lầy. Trúc Bưu cầm đại đao tùy tay cướp được điên cuồng chặt chém, mỗi lần vung đao đều phải chém ngã một kẻ địch. Trên người Trúc Bưu đã ướt đẫm máu, mũi tên bay tới ghim vào giáp trụ của hắn. Trúc Bưu đá bay một hán tử nữ chân ở trước mặt,
thuận tay rút ra mũi tên dính máu. Phía bên trái có binh sĩ nữ chân bỗng nhào lên kiềm chặt tay của hắn, một tay kia giơ đao chém xuống đất. Trúc Bưu xông mạnh lên đụng đối phương ngã vào đất bùn, hai bên đấm nhau mấy cái, rồi hắn hét to nhảy dựng lên, cầm mũi tên đâm vào cổ đối phương, rút mạnh ra, trước mắt phun ra vòi máu chảy thật lâu. Chiến Hữu đã từ bên cạnh lại đây, Trúc Bưu vươn tay cầm lấy một chiếc khiên to, hét lớn, theo ta giết. Chiến trường đang lan tràn, trong đất rừng cách bên này ba dặm, Quan Thắng dẫn hơn 1000 người tiến lên, phía trước là người nữ chân tử, phương hướng khác nhau giết tới. Quan Thắng kéo áo của thám báo, hỏi, thuật liệt tốc ở đâu? Ở hướng nào? Thám báo không cách nào đáp lại, hắn toàn thân đẫm máu, sau lưng trúng hai mũi tên, chân run run nhưng vẫn khó khăn đứng vững. Quan Thắng buông người này ra, thôi, đi chữa thương đi, những người khác theo ta giết qua. Chiến sĩ vừa mệt vừa bị thương không còn sức đáp lại, có người giơ khiên, có người cầm nỏ lên dây. Hôm nay hoặc là bọn họ chết, hoặc là chúng ta sống. Ha ha. Quan Thắng cảm thấy mình nói dẫn hơi bị vui, phất tay, giơ cao đao xông lên. Không lâu sau, bọn họ lao ra từ rừng cây. Hất xác chết nằm trên người ra, Từ Ninh bò ra từ đống tử thi, khó khăn quẹt máu dính trên mắt. Chân trái truyền đến đau nhức, hắn dùng thân thương ngắn làm trụ đứng lên, biết xương cổ chân đã gãy. Tầm nhìn còn chao đảo, xác chết đầy rẫy trong tầm mắt, nhưng gần đó ở phía trước có một bóng dáng đang đi tới gần. Người này nhìn thấy Từ Ninh thì hơi sửng sốt nhưng vẫn tiến lên. Đó là một lính già nữ chân toàn thân đẫm máu. Người này nhìn thấy Từ Ninh, cúi người nhặt một thanh cương đao lên, đi hướng một con ngựa ở gần bên cạnh. Người nữ chân chậm rãi leo lên ngựa chiến. Từ Ninh khập khiễng tiến lên một bước, hắn cúi người xuống, dùng thương ngắn khều câu liêm thương nằm gần đó, nắm lấy đuôi thân thương. Người nữ chân nằm sấp trên ngựa chiến, thở dốc giây lát, tiếp đó ngựa chiến bắt đầu chạy nhanh. Ánh sáng đao dài chậm rãi dơ cao theo ngựa chạy sóc này. Ánh mắt Từ Ninh lạnh lùng, hít một hơi, câu liêm thương chĩa phía trước, hắn không nhúc nhích, ngựa chiến chạy nhanh đến. Người nữ chân chém ra một đao, ngựa chiến vọt lên. Mũi của câu liêm thương giống như có sự sống đột nhiên đâm lên trên, Từ Ninh nghiêng hướng một bên, câu liêm thương xẹt qua đùi ngựa chiến đâm vào bụng ngựa. Chỉ nghe một tiếng hí dài, ngựa chiến, người nữ chân ngã sóng xoài, thân thể của Từ Ninh cũng xoay tròn bị cuốn bay đi. Thân thể nặng mấy trăm cân của ngựa chiến lăn mấy vòng dưới đất, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ đất đai, nửa người của người nữ chân bị đè dưới ngựa chiến. Từ Ninh kéo câu liêm thương, chậm rãi bò dậy. Hắn từng bước một gian nan tiến lên. Người nữ chân mở mắt ra, trông thấy khuôn mặt cơ hồ bị màu máu nhuộm đỏ, mũi câu liêm thương đâm hướng cổ của mình. Người nữ chân giãy giụa vươn tay lần mò cương đao, nhưng cuối cùng không sờ được, đành vươn tay chộp lấy mũi thương. Từ Ninh gồng sức đè mũi thương xuống, cả người tỳ lên thân thương. Không lâu sau, hắn dùng gậy gỗ cố định chân gãy, leo lên một con ngựa chiến, chậm rãi chạy trong núi hoang tới trước. Trong rừng rậm, có tiếng bước chân người từ phương hướng khác nhau truyền tới. Trong miếu thờ cũ nát, hơn 10 quân nhân bị thương nhận ra âm thanh người đến, đều cầm lấy binh khí. Lính già bị thương đẩy binh sĩ trẻ tuổi dục đối phương rời đi. Binh sĩ Hoa Hạ quân trẻ tuổi lắc đầu. Sống chết trên chiến trường là nơi rèn luyện con người. Vũ khí va chạm, dồn hết tinh thần, sức mạnh vào một nhát đao chém xuống. Người thường đối mặt tình hình như vậy chỉ vung vài đao đã kiệt sức, nhưng đám lính già trải qua vô số sống chết vì có thể sinh tồn mà không ngừng áp bức ra lực lượng trong người. Binh sĩ trẻ tuổi chưa trải qua nhiều thử thách, về mặt tinh thần thì không sợ chết, nhưng mà sớm đánh cho kiệt sức, ngược lại liên lụy đồng bạn. Hắn cảm thấy xấu hổ, bởi vậy lúc này không muốn rời đi. Binh sĩ nữ chân từ phương hướng khác nhau đi tới binh sĩ trẻ giơ nỏ, cùng thương binh xung quanh bắn ra đợt tên thứ nhất. Tinh nhuệ nữ chân ở bên ngoài có vài tên ngã xuống, sau đó né tên bắn. Ngày càng nhiều người nhanh chóng lại đây, có tên lửa bay vào miếu đổ nát. Lửa cháy, đám lính giả định đứng lên, sau đó ngã xuống trong mưa tên và lửa. Người lính trẻ chộp lấy thanh đao lao ra ngoài mũi. Trên người của hắn trúng hai mũi tên nhưng vẫn gầm giống xông lên, một cây thương dài xuyên qua bụng của hắn, tiếp đó xuất hiện ở trước mặt hắn là bóng dáng của một đại tướng nữ chân. Thuật liệt tốc bước tới trước, một đao chém đứt cổ binh sĩ, ánh mắt của hắn nghiêm túc mà dữ dằn. Qua một lúc, có thám báo lại đây, thuật liệt tốc ném bản đồ đang cầm đi, tìm được tắc thoát hộ chưa? Hắn đến nơi nào rồi? Kêu hắn tới hội hợp với ta. Giây phút này,
Tác Thoát Hộ đang dẫn dắt lực lượng nữ chân lớn nhất cách vài dặm đánh với bộ đội của đám người Tần Minh, Hô Diên trước, Sử Quảng Ân. Trong cuộc chém giết kịch liệt vào sáng sớm này, tấn quân dưới trướng Sử Quảng Ân đa số đã lục tục thoát đội. Nhưng mà hắn mang theo hơn 10 người trực hệ của mình luôn theo đám người Hô Diên trước không ngừng chém giết, dù bị thương vài chỗ vẫn không rút ra chiến trường. Ha ha ha, sảng khoái. Sử Quảng Ân chém chết một nhóm nữ chân lạc đội, dừng chân trong kịch chiến, nhìn quanh bốn phía, các ngươi nói xem thuật liệt tốc đang ở đâu. Có phải thật sự đã bị chúng ta giết chết không? Mà kệ nó, lão tử làm lính bấy nhiêu năm, chưa có lần nào sảng khoái như vậy. Các huynh đệ, hôm nay chúng ta cùng chết tại đây. Hắn mang theo một đám huynh đệ xông hướng đằng trước. Chiến đấu đã kéo dài mấy canh giờ, dường như sắp trở nên vô cùng vô tận. Trong hơn một canh giờ hai bên đều đã hỗn loạn, lời đồn Trúc Bưu đã chết, thuật liệt tốc đã chết không ngừng truyền tới. Ban đầu chỉ là la khẩu hiệu lung tung, đến về sau ngay cả người hét ra khẩu hiệu cũng không biết chuyện này có thật hay không. Giờ Tị, thời gian đã là 9 giờ sáng, dẫn dắt binh sĩ chân chính đánh với thuật liệt tốc là Lệ Gia Khải. Đây là một tướng lĩnh trong Hoa Hạ quân từng tham dự trận chiến Tiểu Thương Hà, tích lũy quân công leo lên cao. Trong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc chiến Tiểu Thương Hà, Lệ Gia Khải dẫn dắt đội ngũ không ngừng quấy rối người nữ chân ở Tây Bắc, phụ trách một phần công tác đoạn hậu, về sau mới dẫn dắt chiến sĩ còn sót lại chuyển đến dưới trướng Lương Sơn Trúc Bưu. Trong chiến đấu, tác phong chiến thuật của Lệ Gia Khải cực kỳ vững chắc, vừa có thể sát thương đối phương, lại am hiểu bảo vệ bản thân. Lúc Lệ Gia Khải ra khỏi thành đột kích thì dẫn dắt hơn 1000 Hoa Hạ quân, một đường chém giết đột phá, lúc này đã có nhiều thương vong giảm quân số. Thêm vào dọc đường thu nhận một số binh sĩ, khi đối mặt thuật liệt tốc có hơn 3000 binh sĩ thì bên hắn chỉ còn lại hơn 600 người. Hai bên triển khai một trận ác chiến, Lệ Gia Khải theo sau mang theo binh sĩ không ngừng quấy rối né tránh, định thoát khỏi đối phương vây hãm. Sau khi xuyên qua một rừng cây, Lệ Gia Khải nương ưu thế địa hình tách ra hơn 400 người, khiến bọn họ hội hợp với chủ lực Quan Thắng rất có thể đã đến gần đây để đột kích thuật liệt tốc. Lệ Gia Khải dẫn dắt hơn 100 người trốn vào đỉnh núi gần đó, cứng rắn chống cự trong đất rừng. Các bạn vừa nghe xong tập 106 của bộ truyện Chế Tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.